tu theo thiền tông đi sai đường, bây giờ muốn quay trở lại tu giải thoát thì phải làm như thế nào để được về mặt giới? Bây giờ những vị mà tu trước đây á, tu thiền tông rồi mà nếu tu sai thì bây giờ trưởng lại, vừa bữa mười mấy tay tháng mấy á, là có trưởng quá lại đó, thì coi cho đó. Nhưng mà mục đích người tu theo thiền tông, muốn đời này giải thoát thì phải tìm cách tạo công đức thôi, còn tất cả những chuyện thế gian cũng nên bỏ đi. Đó, mình muốn về Phật giới mà còn ở đây dính lẹo trong cái thế giới này ham chi? Nếu mình muốn dù ở đây có tạo được cái gì, khi mình nhắm mắt xuôi tay cũng phải bỏ, rồi phải hiểu cái câu này này thì mới tu giải thoát được. Mà mục đích của giải thoát là gì? Là muốn trở về Phật giới, tất cả những cái chuyện ở trên này đừng có dính chứ. Bởi vì sở dĩ cái chùa Thiền Tông Tân Diệu tu á, là không có vị tu sĩ ở đây, là vì nó nằm ở trong cái dạng này. Nếu mà một vị tu sĩ tu, ta xưng ta là thầy là dính vào cái danh rồi, không thể giải thoát được. Vì thế mà cái pháp môn này Đức Phật có truyền cho dòng Thiền Tông, mà âm thầm truyền đi sự thật. Cái pháp môn Thiền Tông này tuy đã nói ra 10 năm, 12 năm rồi, nhưng mà sự thật mới công bố ra 7 tháng. Bữa nay là 7 tháng 4 ngày, chứ không có lâu đâu. Vì thế mà trước đây người ta tu theo đạo Phật, gọi là người ta tu theo vật lý, mà nói theo Đức Phật gọi là tu mù, tu không biết đường về Phật giới, mà chỉ tu thứ nhất để mang danh một người có cái chùa to, một ông thầy có chức vụ lớn. Xưa giờ nó là vậy, thành bây giờ phải chuyển hóa lại lên chỗ này. Thế này là ai muốn giải thoát thì nên tu thiền tông, còn không muốn thì thôi, chứ đừng có giận, đừng có vào đây. Vào đây rồi mang thiền tông rồi nói này nó kia là không được, đừng, cái nhân quả nó rất nặng. Tha mình nữa tu thiền tông, muốn tu vật lý, tu cái gì cũng được, muốn chứng cái gì cũng được, muốn đắc cái gì cũng được, muốn xưng kiểu gì cũng được. Còn nếu thiền tông hoàn toàn giải hết tất cả những thế gian, dẹp hết. Bởi vì trong kinh Đức Phật có nói là chỉ còn bỏ chuyện thế gian, chuyện thế gian mình bỏ thì mình theo dính thì mình mới về được. Còn muốn về Phật giới mà cái gì cũng dính á thì làm sao giải thoát được? Đó, trả lời câu ấy thì người hỏi thắc mắc thì tôi hỏi thêm. Thành có thỏa mãn cái câu giải đáp của thầy không? Bây giờ thành hỏi tiếp. Có một lần con nghe thầy nói là ai xây thiền tông thất và chùa thiền tông thì phải đi theo cái dòng thiền, không giải thoát được. Vậy bây giờ những người lập ra cái thiền tông thất đó mà họ muốn như thế nào, tu như thế nào để họ được giải thoát? Dù cất chùa hay cất thiền tông thất thì cũng vậy, mình cất được cái danh thì giải thoát. Cất để tạo công đức, khi buông tay ra về giao lại thế hệ sau là được, là giải thoát, chắc chắn giải thoát được. Còn bây giờ mình muốn tạo công đức mà mình không có phương tiện, nó đúng ra cũng khó. Mình cất cái chùa thiền tông, có thiền tông khác đi, nhưng mà giúp người ta giác ngộ giải thoát. Rồi khi mình đứng nhất là đừng có chấp ngàn. Thứ nhất, tôi thấy ở trong cái chùa thiền tông này, chứ đừng nói ai, tất cả vô đây rất nhiều người họ chấp, họ chấp hành cái gì họ cũng tưởng ra là họ là giải, nhưng mà họ chết là chết cái vũ chấp này. Cái chùa thiền tông Tân Diệu này chắc là cho giúp bất cứ ai vào đây để tìm đường giải thoát. Có nhiều người vô đây xin này xin kia nó kẹt ở chỗ đó, nhưng mà ở đây mình không nói ai đó, mình phải hiểu cái chỗ này. Chứ còn mình cũng có cái chùa gì cũng được, nhưng mà xui khi mà dám mắt xui tay buông, dám buông không, dám buồn thì mới về thôi. Nó còn được sắp chết mà không chịu chết, cứ ngó cái chùa hoài, là ngó cái gì của mình hoài thì làm sao? Bởi vì khi mà mình về Phật giới á, mình có đủ công đức mà mình chỉ cần một máy động mình thương mến cái gì thì chắc chắn phải theo luân hồi. Bởi vì tại sao khi chuyện thiền tông đã nói thế này,
khi mà đã tu được tâm lực, các cửa trời đã đóng hết, các cửa súc sanh địa ngục đóng hết, chỉ còn duy nhất là một cửa nào là ngựa ngạ quỷ, là cái ngựa đi về dòng tộc á. Mình công đức ít thì chắc chắn là ông bà cha mẹ mình sẽ hiện, thì mình chỉ cần ôm thì thôi, mình theo giống như cái làn điện vừa đụng đó là hút liền, là không có cách nào dùng, có công đức cỡ nào cũng bị hút hết. Bởi thế giới vật lý mà khó mà buông lắm chứ không đơn giản đâu. Vì thế mà khuyên các cái thiền tông thất và cái chùa thiền tông thì nên buông, nhưng mà cắt được, buông được thì mới về Phật giới được, chứ còn nói cho lung rồi tới đó nhắm mắt xuôi tay là không buông là theo luân hồi nữa. Nhưng mà nó quy luật luân hồi á, mình trở lại lần thứ hai chưa chắc có gặp được cái pháp môn này. Vì pháp môn này 10.000 năm mới phổ biến ra một lần, mà phổ biến ra thì trong vòng có chưa quá 100 năm. Mình thấy cái thời gian 10.000 năm mà chưa quá 100 năm thì mình tính cái thời gian luôn quá ngắn, giống như một thước mà trên cái đường dài dạng dòng. Mình phải hiểu chỗ này. Rồi câu hỏi tiếp. Câu hỏi tiếp theo là: con là người tu pháp môn thiền tông, vô tình cha mẹ gửi cái tên con vô cúng sao giải hạn, vậy thì con có ảnh hưởng gì không? Cái đó không ăn thua vậy rồi. Cái đó là thế gian làm cho vui chơi thôi, do mình thôi. Tất cả thế gian là do mình, cha mẹ muốn cúng làm gì là không ảnh hưởng, với điều kiện mình đừng có tham gia vô. Cha mình tham gia vô là mình bị dính. Còn cái chuyện là giống như mình ở đây mà mình đi du lịch qua bên Mỹ, mình chơi được ở đây, ông bà biểu mua dọn mình ăn gì ăn, cái bà dọn cho nó vui chơi thôi chứ làm sao ăn được. Mình đâu qua đây, bởi vì cái này nó trùng hợp lại với cái mà tôi nói, tất cả những người chết mà tại sao người ta cúng, lục đạo luân hồi duy nhất chỉ mà loài ngạ quỷ cúng thôi, mà cúng không quá 49 ngày. Ví dụ bây giờ giảng sanh đi lên Cực Lạc rồi sẽ cúng gì, về Phật giới cúng gì, vào súc sanh rồi thần là duy nhất chỉ mà loài ngạ quỷ cúng 49 ngày thôi. Thầy kiểm cái chuyện mà gia đình làm thì không thua gì, nhưng mà với điều kiện mình cũng không cần nói nè. Khuyên cha mẹ đương được không? Cho ông bà cũng thoải mái, làm gì cũng được. Đây là nhân quả, từng người trường hợp mà ông bà làm mình xem vô thì bị dính. Rồi con hỏi tiếp đi. Các vị A-la-hán ở núi sâu rừng thẳm có phải sống hàng tỷ năm hay là chỉ có 500 năm như các vị thần? Cái này cái thời gian không ổn định được. Có nhiều khi 500-700 năm, 5-3 năm không được. Nó có cái duyên. Nếu mà vị A-la-hán ở đó rồi mà ông biết á, ông biết sai lầm, ông sẽ đi ra. Rồi có người độ mới được nghe. Chứ không phải người biết mà không có người độ rồi đi ra ngoài cũng vớt vơ vớt vưởng, không biết cái gì. Có nhiều người ở, có nhiều khi từ thật này qua Phật khác ra đời chưa chắc sẽ thức dậy được. Tại vì nếu mà ở trong đó mà cứ ở trong cái tình tỉnh hoài, bởi vì không, bởi vì anh án vào đó ở tình tỉnh thì nhớ là không có ăn nè. Bởi vì người ta không còn mang thứ đại, tại mình mang thứ đại mình mới ăn. Chứ thường thường tất cả những cái mà anh án tình tỉnh rồi họ không còn, họ dẹp hết mà. Bởi vì mắt tay mũi miệng thân ý là dẹp hết là gì? Mình ăn ở đây là gì? Ăn gì con mắt thấy thèm mới ăn, mà ta không, ta tỉnh rồi đâu có thèm, đâu có thấy thèm nữa, đâu mang thân tứ đại đâu mà ăn, mình ăn đây ăn. Còn sở dĩ con hồn hoặc ông thần ông ăn kìa, cái mũi giờ gì ông còn phải chắc, ông chắc ta là thần này kia nọ là thích này, ăn sự thật là ngửi mùi thôi. Bởi vì thành ra trong kinh là thói quen ăn uống vẫn còn y nguyên đó, là tại nó có thói quen, chứ lại tình hà láng rồi nó diệt tất cả những cái tứ đại mang được, thành ra tứ a la hán ở bây giờ là ở. Còn thời gian ở được không là do cái duyên, có một tình cờ nghe được cái gì người ta mới xả, ta mới trở ra được, còn nếu không ở luôn. Vì thế mà trong thiền sử Trung Hoa có nhiều cái câu chuyện đó, là một vị a la hán rồi, một vị mà ta tu ta thấy được cái Phật nhãn mở ra, không biết mà mấy ông a la hán ở đâu mà ta đến ta độ bằng cách gì? Ta chỉ nói lên những cái chuyện gì thôi, rồi từ kia người ta thức tỉnh.
rồi ta mới trở ra. Thì ta thức tỉnh rồi biết, rồi ta biết, ủa, mình ở đây giờ ta bao nhiêu năm rồi mà bây giờ ta vẫn chưa có cái gì. Ta tưởng vô đó là ta giải thoát nhưng mà không được. Khi mà vô rồi nhìn thấy trời nó biết chưa có giải thoát, mới muộn mà. Nhưng mà nên nhớ là cái pháp môn giải thoát này là 10.000 năm mới có một lần. Và khi một vị Phật ra đời phải 2.500 năm sau dạ. Mà không quá 100 năm, nó không tồn tại không quá 100 năm. Mình hỏi cái nguyên tắc của nó vậy. Vì thế mà tại làm sao ở trong cái chủ quá thì tâm có nói là tất cả từ trước đến nay tu theo đạo Phật là tu theo vật lý, còn nói giải thoát hoàn toàn không có. Là chứ không biết, đâu có ai dạy giải thoát. Kể cả Đức Phật từ xưa, ngày xưa Đức Phật dạy pháp môn này không dạy giải thoát luôn. Kể là chính anh em Kiều Trần Dương cũng không có dạy giải thoát này. Ba mươi mấy vị tổ tiền tông chưa có vị nào dám dạy giải thoát. Mà chỉ có cái Long Nữ này mới công bố cái này ra. Thì bây giờ mình mới ra may mắn là mình nói, mình hiểu công thức giải thoát. Bây giờ suy nghĩ này, tất cả những vị mà hòa thượng tiến sĩ chưa có vị nào biết tánh Phật là gì, làm sao giải thoát? Chưa biết tánh người là gì thì làm sao nữa? Mà chưa nói đến cái danh từ toàn năng toàn giác của vị Phật như thế nào nữa. Đó, chỉ nghe tới danh từ toàn năng toàn giác thôi, chứ sự thật ẩn ý trong cái toàn năng toàn giác chưa ai hiểu cái này. Thì làm sao giải thoát? Mà chỉ có vị nào giải mã được tất cả này thì công thức giải thoát mới được khơi bày ra. Mà bây giờ chùa Thiền Tâm Thanh Diệu dần dần mở cái này ra thì cũng báo này, tất cả về sau bây giờ công bố quyền ký ra rồi, chuẩn quá quyền ký ra rồi, bây giờ mới loan truyền Thiền Tâm. Đây là cái giai đoạn thứ ba. Thì kể từ tuần tới bắt đầu giai đoạn thứ ba sẽ loan truyền Thiền Tâm. Thì nên nhớ rằng tất cả người thắc mắc cái gì cứ nên hỏi, vì trong một thời gian ngắn nữa thôi, chứ không phải mà cứ ngồi đây nói hoài. Cũng nên biết đó, thì nên cố gắng. Chứ để mà Thiền Tông nó qua rồi thì phải đi tìm một cái chu kỳ khác. Thì con hỏi tiếp đi. Câu hỏi kế tiếp là: các vị Phật khi trở về thăm gia đình có thể báo mộng hay dạy đạo cho gia đình được không? Bây giờ nếu mà bây giờ tại sao mà ở thế giới này mình hiểu thế giới này khác với thế giới chư Phật. Vì thế giới chư Phật cấu tạo bằng điện từ quang, nó không có cái tình cảm gia đình nữa. Tại vì âm dương nó có tình cảm gia đình, mà qua bên kia thì nó không còn nữa. Giống như mình mang một sắc thân bằng điện từ quang thì cái chuyện ăn uống không có. Và tại vì cái thứ đại mình mới ngủ, rồi làm những cái chuyện của vật lý. Còn một vị Phật, ta chỉ nhớ lại ngày xưa ở đây thì ta trở lại để người ta độ thôi, chứ không phải là thăm gia đình. Nếu nói thăm gia đình là sai, nếu thăm gia đình nó còn vướng vào cái ngã và cái vật lý, thì một vị Phật không thể là, vì ta mang kim thân Phật không có cái này. Sở dĩ mình có cái chuyện mà tình cảm này kia nọ là ta mang thứ tứ đại và mang cái dòng điện từ âm dương, nó mới có cái này. Điện từ âm dương nó cũng có, nó phân chia âm dương rồi thương mến rồi nhớ này nhớ kia. Đã qua cái bên kia thế giới kia rồi, một vị Phật thì cái nhìn nó thì muốn về gia đình dễ hơn, để coi thăm rồi coi gia đình dòng tộc có ai hiểu được cái này không. Ta chỉ mong vậy thôi, nếu có thì người ta sẽ tìm cách ta giúp để khiến mình đi tới cái thiền, tới cái pháp môn giải thoát này. Rồi con hỏi xin. Khoa học ngày nay có thể chứng minh cái khoa học ngày nay có thể chứng minh và tìm thấy được Phật giới hay không? Khoa học thì nó biết cái hệ mặt trời, nó chưa biết ngoài hệ mặt trời là cái gì, nhưng mà dần dần nó sẽ hiểu được. Nếu mà khoa học mà nó đọc được cái tam giới của Đức Phật dạy thì nó mới hiểu. Mà nên nhớ rằng tội cắt một dòng mà tự 84.000 cái hành tinh, mà hỏi chứ bây giờ nếu đi ra ngoài tam giới là bao nhiêu
mình thấy một cái tam giới, mình thấy tưởng nó nhỏ chứ nó rất lớn. Mình thấy vậy mình mới hiểu. Bây giờ thì nói đúng ra, khi mà cái quyền ký này nó công bố, mà nó công bố ra cho toàn thế giới bây giờ đó, thì trên thế giới bây giờ nó có tiếng Mỹ đã có người dịch rồi, tiếng Nhật cũng đã có người dịch rồi, thì ăn thua còn cái cảm nhận của người nước đó. Cái này nói thật, nếu mà một vị mà có danh tiếng của thế giới mà họ chỉ công nhận cái này thì cả thế giới không có đổ vô mỗi xe. Nó đổ vô xem rồi, ta sẽ đến cái chùa này người ta hỏi. Bởi vì tại sao? Chùa thiền tâm tới nghĩa rồi cho hỏi tự do, anh muốn hỏi gì mà hỏi bằng khoa học. Kể cả lên tâm linh đi hỏi cũng được chứ phải không? Từ tâm linh khoa học. Mà bây giờ tôi nói thật đó là bất cứ gì cũng trả lời được. Nhưng mà mình không dám nói cái này. Bất cứ các tôn giáo nào hỏi tôi sẽ nói cho nghe. Tôi cắt nghĩa mà thuận lý đàng hoàng, mà nó nằm trong khoa học đàng hoàng. Chứ không phải là khoa học. Còn tất cả các người mà hiểu này tu đầu Phật cả bất cứ đạo là tu cho cái tưởng của người ta không hiểu được cái nguyên tắc của thế giới nhân quả. Mà thế giới nhân quả này ông Phật cũng dạy mấy ngàn năm, nhưng bây giờ mới bắt đầu công bố ra, công bố đi từ từ chứ không phải là nói cái ào ào được. Thì thời gian tới nó sẽ có những cái biến chuyển biến nó đặc biệt. Thì thôi bây giờ các bạn đi cứ hỏi ngắn gọn đi, rồi dần dần thì cố gắng họ thắc mắc cái gì nên cố gắng về tìm hiểu, tới ngày chủ nhật nào tôi phải trả lời giải đáp cho, mà trả lời trong tu lý và chở. Và vị nào mà có gọi là sư phụ hay những vị nào mà học cao á, cứ mời đây hỏi, thì tôi sẵn sàng. Tôi nói là nếu mà trả lời không được cho đốt chùa luôn, muốn làm gì làm. Chưa tôi nói là chưa. Trên đất nước Việt Nam mà chặt cả thế giới chưa có chùa nào dám tuyên bố cái câu này, chưa có chùa nào dám nói là cho hỏi tự do. Cái đây là cái điều đặc biệt. Mà tại sao nắm được cái nguyên tắc đó, cái thế giới nhân quả này nắm được mới dám nói cái chuyện này, còn không nói chưa chắc ai dám nói. Giống như một người mà gọi là kêu bằng võ sông toàn mà nó mới lên võ đài mới dám tuyên bố là cho ai đánh hạ tôi, thấy không, thì tao mới dám. Chứ còn nếu mà học lấp lanh lửng vô nó đạp vào cái chăn để liền. Thì bây giờ đó, cái chuyện này ta đang thông bố tại sinh chùa và trên mạng, tất cả đều chấp nhận cho hỏi hết, chứ không phải là nói cái này. Tại sao bây giờ người ta nói là cái chùa Thiền Tông Tân Diệu này là bịa đặt tà ma ngoại đạo, là cái lý do bởi vì người ta chuẩn lại những cái chuyện gì mà con người làm sai, con người sử dụng cái đầu để mà tu thì làm sao đúng được. Mà không có ông thầy, mà giờ ông Thích Ca ông dạy, mà hồi xưa ông không dám dạy. Ông dạy thì đầu tiên đột độ có mấy người thôi, làm sao không có chuyện đi. Rồi bây giờ cho công bố ra, thì bây giờ cái thuần tự đã công bố rồi, chuẩn quá rồi, thì bây giờ mới loan đi. Thì tất cả về sau sẽ có những người đến. Nhưng mà nên nhớ là tất cả những người mà đến hỏi mà có danh phận, tôi phải tổ chức một cuộc đối đáp chấp vấn đàng hoàng dưới sự chứng minh của giáo hội, chính quyền cũng như báo chí, rồi luật sư chứng công tướng chiên lập biên bản đàng hoàng, chứ không phải nói là cái chuyện ai muốn nói sao đó. Thành ra tôi nói thật, bây giờ là tôi thứ hai này tôi sẽ báo cho cái câu chuyện biết về ông thầy Thích Nhật Từ, cứ mạnh cứ loạn không sao. Để tôi kêu tôi dần dần nữa để đọc cái bài tôi nghe. Tôi ngày mai bắt đầu tôi sẽ làm việc này. Kêu tôi dần dần lấy cái bài tôi nói cho ông Thích Nhật Từ đó là cho biết. Trong thời gian chờ đợi thì con có ai hỏi không? Ai hỏi tới câu nào? Còn không? Ai hỏi? Câu tiếp theo là vị Phật theo giúp đỡ mình khi truyền thiền, nếu mình tu sai hay không hiểu điều gì, có cách nào nhờ vị Phật này giúp mình được không? Khi anh hỏi là cái người mà tu theo Thiền Tông á, có một vị Phật giúp đỡ, nhưng nếu cái người tu đó họ làm sai hay là họ tu sai á, thì họ có nhờ vị Phật để giúp cho mình sửa sai được hay không ạ?
không hoàn toàn. Một vị Phật đến là chứng minh để đưa về một vị Phật. Khi mà mình đến truyền thiền đó là một vị Phật ngày xưa dẫn mình vô. Bây giờ nghe mình có công đức được truyền thiền không? Ở phân tâm đó vậy. Mà thấy cái công đức mình nó bị bôi đen thôi, ông bỏ. Chùa Diệu Phật không có đơn giản. Bây giờ có ai ông đọc và ai đọc cái tiếng thanh á, có đọc cái này cho nghe. Rồi bây giờ tôi cho thu tất cả những muốn bổ phiếu trên mạng cứ thoải mái. Chùa Thiền Tông Tân Diệu ngày 26 tháng 2 năm 2018. Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu kính gửi thầy Thích Nhật Từ, chùa Giác Ngộ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, đồng kính trình Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Tôn giáo tỉnh Long An, Ban Tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tôn giáo huyện Đức Hòa tỉnh Long An, Ban Tôn giáo quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ Đức Hòa Long An, Ủy ban nhân dân phường 3 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, chức yếu vân vân. Thầy Thích Nhật Từ chê viện chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu không học thức, nói ra những lời sỏi đá lúa và nói chống đối Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi xin kính trình nội vụ như sau. Thầy Thích Nhật Từ có bằng tiến sĩ ra nước ngoài giảng đạo. Một, thầy Thích Nhật Từ nói Đức Phật không giải pháp môn Thiền Tông, nhưng lại nói Đức Phật truyền Thiền Tông cho ông Mahakajit không chuẩn. Hai, thầy Thích Nhật Từ nói người tu mà kiến tánh thành Phật phải đem tánh Phật ra tu, chứ không phải kiến tánh là thành Phật. Ba, thầy Thích Nhật Từ nói người muốn tu thành Phật phải tu theo pháp môn Phật Tông, vân vân. Các câu nói không đúng này nên bị kiều bào Việt Nam chê tiến sĩ Thích Nhật Từ là bằng giả. Vì quá hổ thẹn cho Phật giáo Việt Nam có một vị tiến sĩ thực học như vậy ra nước ngoài giảng đạo và bị kiều bào chê và cười như thế. Cũng vì quá bức xúc nên ngày 24 tháng 2 năm 2017, có anh Ngô Thành, 60 tuổi, điện thoại là 0996 570 812, ở đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, đến chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi hỏi 6 câu của thầy Thích Nhật Từ giảng. Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi thấy có 4 câu của anh Ngô Thành hỏi, còn lưu trên Facebook và Google Thiền Tông.com Thiền chùa Thiền Tông Tân Diệu, được viện chủ tức chủ chùa kiêm trưởng ban quản trị chùa chúng tôi đáp như sau. Anh Ngô Thành hỏi câu thứ nhất, thưa trưởng ban, trong đạo Phật có pháp môn Thiền Tông không? Sao tiến sĩ Thích Nhật Từ nói trong đạo Phật không có pháp môn Thiền Tông? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân là viện chủ kiêm trưởng ban quản trị chùa trả lời, trong đạo Phật có pháp môn Thiền Tông. Pháp môn Thiền Tông học này Đức Phật không giải cho đại chúng, mà Đức Phật truyền riêng theo dòng Thiền Tông. Vì vậy chúng ta thường nghe nói đến câu Thiền Tông là giáo ngoại biệt truyền, tức pháp môn đặc biệt truyền riêng ngoài kinh điển phổ thông. Thầy Thích Nhật Từ là vị thầy tu theo pháp môn nguyên thủy của đạo Phật, là pháp môn ban đầu của Đức Phật dạy. Thầy không biết nên thầy mới nói trong đạo Phật không có pháp môn Thiền Tông học này là vậy. Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân có đưa ra ví dụ như sau. Thầy Thích Nhật Từ tu theo pháp môn nguyên thủy, giống như người ở thế gian mới học hết tiểu học. Còn pháp môn Thiền Tông học này ví như là đại học hay cao hơn đại học. Cho nên thầy Thích Nhật Từ không biết được pháp môn Thiền Tông học này. Anh Ngô Thành hỏi câu thứ hai, thưa trưởng ban, thầy Thích Nhật Từ nói trong đạo Phật không có pháp môn Thiền Tông, sao thầy lại chê Đức Phật truyền Thiền Tông cho ngài Mahakajit là công chuẩn? Sao một vị tiến sĩ mà nói ngược ngạo như vậy, thưa trưởng ban? Thiền gia soạn giả Nguyễn Lân Nhân trả lời, thầy Thích Nhật Từ nói Đức Phật Thích Ca truyền Thiền Tông cho ngài Mahakajit không chuẩn là thầy loạn ngôn với các giáo, với vị giáo chủ của mình. Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân nhấn mạnh, một môn đồ của Đức Phật mà lại chê giáo chủ của mình truyền thiền không chuẩn thì thầy này loạn ngôn quá mức. Một môn đồ chân chánh của Đức Phật không khi nào chê giáo chủ của mình như vậy được. Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân nói thêm, câu chê này chỉ có những vị thành Phật trước Đức Phật Thích Ca mặt mai mới dám nói như vậy. Còn thầy Thích Nhật Từ chỉ là một môn đồ của Đức Phật, có một vị tiến sĩ, là một vị học thức cao nhất trong văn học hiện nay.
mà lại chế giáo chủ của mình, thì thầy này được xếp vào thầy Đoạn Ngôn với giáo chủ mình. Anh Ngô Thành hỏi tiếp câu thứ ba: thưa trưởng ban, thầy Thích Nhật từ giảng, người tu theo đạo Phật kiến tánh mới khởi tu, chứ không phải kiến tánh là thành Phật. Thầy Thích Nhật từ giảng như vậy có đúng không, thưa trưởng ban? Tiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời: thầy Thích Nhật từ không biết kiến tánh là gì nên mới nói như vậy. Người kiến tánh là người đó thấy bằng tánh Phật thanh tịnh của chính mình. Tánh Phật thanh tịnh của chính mình thì là tánh chân như, tánh chân như của mình mà đem ra tu thì tu làm sao? Đức Phật dạy, người nào đem tánh chân như của mình ra tu, người này là kẻ điên rồ đó. Anh Ngô Thầm hỏi tiếp câu thứ tư: thưa trưởng ban, thầy Thích Nhật Từ giảng, người muốn tu thành Phật phải tu pháp môn Phật tông, thầy giảng như vậy có đúng không? Thưa trưởng ban, dạ xin lỗi, là pháp môn Phật tông ạ. Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời: trong đạo Phật không có pháp môn nào là Phật tông. Tôi sưu tầm trong tất cả các kho tàng kinh điển của nhà Phật, không thấy pháp môn nào là Phật tông cả. Chắc có lẽ thì Thích Nhật Từ học ở cõi trời nào đó đem xuống trần gian này dạy. Người thứ hai là anh Phạm Văn Thoảng, số điện thoại là 0903 735 909 ở quận Bình Thạnh, ở quận Tân Bình. Hỏi năm câu của Hòa Thượng Thích Nhật Từ nói và giảng như sau. Câu 1: Hòa Thượng Thích Thích Từ là người duy nhất đã khôi phục thiền tâm sau mấy trăm năm mất dạng. Thứ hai, Hòa Thượng Thích Thanh Từ giáo ngoại biệt truyền, nói đông là phải hiểu tây. Câu 3: Hòa Thượng Thích Thanh Từ giảng kiến tánh là nhận định. Câu thứ 4: Hòa Thượng Thích Thanh Từ giảng nghiệp là thói quen. Câu thứ 5: Hòa Thượng Thích Thanh Từ giảng tu theo thiền tông là biết vọng không theo, có đúng không thưa trưởng ban? Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời năm câu hỏi của Hòa Thượng Thích Thanh Từ giảng như sau. Câu 1: Hòa Thượng Thích Thanh Từ nói đã khôi phục thiền tông chỉ đúng một phần nhỏ thôi. Vậy phần nhỏ đó là gì? Là tượng Đức Phật tay cạnh cành hoa sen. Những phần còn lại Hòa Thượng chưa nói ra hết, phải đợi vài năm sau Hòa Thượng mới nói ra. Vậy anh hãy đợi. Câu 2: Hòa Thượng Thích Thanh Từ giảng giáo ngoại biệt truyền là nói đông phải hiểu tây là sai. Sai ở chỗ nào? Sai ở chỗ pháp môn thiền tông học này Đức Phật truyền ngoài kinh điển thông thường, chứ không phải nói đông để hiểu tây. Câu 3: Hòa Thượng Thích Thanh Từ giảng kiến tánh là nhận định là sai. Sai ở chỗ nào? Sai ở chỗ là kiến tánh là thấy bằng tánh Phật thanh tịnh của chính mình, chứ không phải kiến tánh gọi là nhận định. Câu 4: Hòa Thượng Thích Thanh Từ giảng nghiệp là thói quen cũng là sai. Sai ở chỗ nào? Sai ở chỗ là nghiệp là suy nghĩ và hành động của mỗi con người, chứ không phải thói quen. Thói quen chỉ là nghề nghiệp. Câu 5: Hòa Thượng Thích Thanh Từ giảng tu thiền tông là biết vọng không theo là sai. Vậy sai ở chỗ nào? Sai ở chỗ là vọng tưởng của con người không ai dẹp được. Đức Phật có dạy, người ở thế gian này muốn dẹp vọng tưởng không phải dễ. Chỉ có người nào tu muốn thành A-la-hán thì mới dụng công dẹp vọng tưởng mà thôi, nhưng chỉ dẹp được một thời gian ngắn. Vì vậy Đức Phật có dạy, người tu dẹp vọng tưởng để tạo niết bàn bất động sống một thời gian ngắn. Niết bàn bất động này nếu đem so với niết bàn thanh tịnh của Như Lai chỉ bằng một giờ hay một ngày mà thôi. Còn người tu theo pháp môn thiền tông không dẹp bất cứ gì của con người, mà chỉ cần thực hiện ba phần như sau là được. Một, phải sợ nhân quả luân hồi nơi trái đất này, thực sự ham muốn trở về Phật giới. Hai, tìm cách tạo công đức cho thật nhiều. Ba, tìm học cho bằng được công thức trở về Phật giới. Vì vậy Hòa Thượng Thích Thanh Từ giảng như vậy là sai. Kính thưa thầy Thích Nhật Từ, những câu hỏi của anh Ngô Thành và anh Phạm Văn Thoảng hỏi tôi, nếu tôi trả lời sai thì thầy nên trực tiếp đối chất với tôi. Chứ thầy là người học vấn có bằng tiến sĩ mà lại chửi tôi nói ra những lời sỏi đá lúa. Còn việc tôi trả lời cho anh Phạm Văn Thoảng không đá động gì với thầy, sao thầy lại đem Hòa Thượng Thích Thanh Từ vào đây? Tôi là thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân, kính đề nghị với thầy Thích Nhật Từ 5 phần như sau. 1. Giải quyết vấn đề này để biết ai đúng ai sai, tôi đề nghị với thầy phối hợp cùng chúng tôi thuê hội trường ở thành phố Hồ Chí Minh mở buổi vấn đáp thiền tâm học của Đức Phật dạy.
với thành phần tham dự như sau. 2. Kính mời hệ thống giáo hội Phật giáo Việt Nam từ trung ương đến địa phương của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An đến chứng minh. 3. Kính mời hệ thống ban tôn giáo chính phủ và ban tôn giáo của hai địa phương cũng của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An đến chứng kiến. 4. Mời luật sư, công chứng viên, phóng viên báo, đài và những nhà trí thức đến dự. 5. Chi phí bên nào thua, bên đó phải đại thọ. Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi có tất cả là 31 thành viên. Có 6 thành viên sau đây thầy có thể liên lạc để ký hợp đồng và ký quỹ thuê hội trường cũng như các chi phí khác cho buổi họp gồm: 1. Phật gia Phan Thị Thiết Kiều, số điện thoại 0941 991 250. 2. Phật gia Bình Thanh Sơn, điện thoại 0937 702 106. 3. Phật gia Nguyễn Thị Minh Trang, điện thoại 0909 442243. 4. Thiền gia Cơ Duy, điện thoại 0996431195. 5. Thiền gia Đạt Chương, điện thoại 0903 693 350. 6. Thiền gia Văn Tùng, điện thoại 0908 573 551. Thơ này tôi gửi đến thầy có đồng ý hay không cũng phải trả lời cho chúng tôi biết. Nếu quá 30 ngày mà thầy không trả lời, chúng tôi sẽ đưa lên mạng Thiền Tông Chóp Cơm của chùa Thiền Tông Tân Diệu thông báo cho nhiều người biết. Thầy cũng có thể xin rút lại lời chia bay viện chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi, thì việc này ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi bỏ qua. Nếu thầy làm thinh, trong ban quản trị chúng tôi có tất cả là 31 người. Có người nào bực tức, họ nhờ luật sư kiện thầy ra tòa theo bộ luật hình sự về tội thầy vu khống người khác, thì thầy phạt tiền hay ở tù đó. Thông báo: thay mặt ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, viện chủ tức chùa Thiền Tông Tân Diệu, Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân, nơi nhận thầy Thích Nhật Từ, chùa Giác Ngộ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, các nơi nêu trên, kính đính kèm theo tiểu sử chùa Thiền Tông Tân Diệu, lý do gì tôi phổ biến pháp môn Thiền Tông học này. Đây là một cái chương trình mà bây giờ ấy, pháp môn Thiền Tông không ẩn mình được, bất cứ dẹp ra bất cứ những người nào muốn hỏi cái pháp môn này và chống đối thì sẵn sàng hỏi vậy, bằng luật pháp chứ không phải mình nói cá nhân của mình. Thì đây là điển hình, nó đúng ra nó có 3 người, nhưng mà đây là Thích Nhật Từ là ổng có một cái cử chỉ hơi quá đáng. Chứ giống như cô Yến này ở Ba Vàng, chùa Ba Vàng, tôi cũng không nói. Rồi thầy Thích Hương Đức ở Bà Rịa, vậy tôi không nói. Nhưng mà sao thầy Thích Hương Đức thì có xin lỗi. Còn bây giờ thì cái này tôi cũng thông báo cho trong ban quản trị, cho tất cả những người biết là ngày mai tôi sẽ gửi, còn bây giờ thì tôi đã gửi cho các nơi rồi. Chỉ cái ông Thích Nhật Từ ngày mai tôi mới gửi bằng bưu điện. Rồi thành ra, và tôi có nói là trong 30 ngày không trả lời tôi sẽ đưa lên mạng Thiền Tông chấm con để thông báo cho người biết. Có trả lời không? Nếu không chấp nhận đấu tội thì cứ thuê hội trường đó rồi. Còn nếu không, sợ rút kêu bằng có thơ xin lỗi đàng hoàng thì tôi sẽ bỏ qua. Còn nếu không, cũng chưa chắc. Nhưng mà nếu có thơ xin lỗi tôi, cái thơ này tôi phải đưa lên mạng cho người ta biết, tất cả người ta biết. Vì ổng đã một lần tôi tặng cái sách mà ở Vạn Hạnh à, Thiền viện Vạn Hạnh của cái thầy Thích Minh Châu, ở trên đó người ta nhận, nhưng mà ổng lên ổng dẹp. Nhưng tôi biết á, nhưng tôi cũng nói. Nhưng mà hôm nay ổng lại tới cái mạng này, mà bất kỳ ai cũng biết cái chuyện này, thì có rất nhiều người yêu cầu tôi là tôi nói tới cái này chuyện thì phải từ từ cho quay ấy được coi như thế nào. Thì bây giờ đây là cái việc cũng như là một việc này nó khai phá ra là cái Thiền Tông nó phải đi ra, bất cứ nó dẹp bất cứ ai chống đối mà cho dẹp, không phải là tự mình ngang nhiên mà dẹp bằng pháp luật. Bất cứ ai chống đối pháp môn ngoài này thì đến chùa Thiền Tông Dịch Tân Diệu đâu chắc, hoặc là tới chỗ nào mời hội trường tôi đến đó. Thì cũng nói cho quý vị bên này biết rằng cái Thiền Tông bây giờ nó là chuyển biến. Mà tôi nói là vợ thầy Thích Tự là ai, là trưởng ban nghi lễ của giáo hội Phật giáo Trung ương,
phó ban hoằng pháp trung ương trong vai trò hai cái chức vụ này lên phó diện vạn hạnh ở đường Nguyễn Kiệm, tức là phải mà một vị tiến sĩ mà anh nói kiểu này, đầu tiên nói là Phật không bác dạy này, rồi sau nói là Phật không điều thiện không chuẩn. Tôi bởi vì tên mạng tôi nói là ông thuộc về luận ngôn rồi. Tại sao một môn đồ của Đức Phật mà nói ăn nói kiểu gì kỳ? Thành ra bây giờ thì cái chuyện này tại vì trên mạng họ chửi tôi, bắt buộc tôi phải trả lời. Chứ ổng chửi thôi kệ, tận thinh. Cái này làm chửi mà bao nhiêu người hỏi tôi mới làm cái này. Vậy thôi giờ tiếp tục vào cái câu hỏi này, cũng như là thông báo biết cái chương trình tới của chùa Thiền Tông Tân Diệu. Giờ con hỏi tiếp. Câu hỏi kế tiếp, thưa thầy cho con hỏi, tại sao khi chưa biết thiền tâm con nói nhiều, giờ biết thiền tâm lại nói nhiều hơn nữa, thầy giải thích giúp con. Cái này là nó nhiệt tình ban đầu ai cũng vậy thôi. Hồi xưa mình không hiểu quá mình làm, bây giờ nghe hay quá, nhưng mà nên nhớ rằng nói thời gian rồi ngưng, nói thiền gian sao sợ ngưng. Cái đó là cái tánh con người nó vậy. Hồi xưa không biết thì mừng lắm, bây giờ biết mừng nói, nhưng mà càng nói càng chết. Mình chỉ cần tìm cách tạo công đức thôi, chứ còn chuyện nói ít lợi. Cái này là cái chuyện tự nhiên của tánh con người đó vậy. Bởi vì chưa từng gặp mà, một pháp môn chưa từng gặp, giờ thấy mừng quá. Nhưng mà nên nhớ là nói mừng quá nó bị cái phản ứng như tự nhiên là ngưng thế à. Bây giờ nói với cái người nào người kia ta chửi lại một hai người, ngưng là liền. Tại chưa bị chửi, chứ thì bị chửi là ngưng rồi. Được, hỏi tiếp đi. Thưa thầy, con và bạn con cùng theo cái pháp môn thiền tâm này, và khi con và bạn con cùng chia sẻ về pháp môn thiền tâm thì bạn con bị đau đầu. Mà trong khi thì con nói trong thanh tịnh mà bạn con nó đau đầu như vậy thì cái hiện tượng đó là như thế nào? Tất cả những cái gì mà mình đem vô trong cái đầu mà nó gọi là đem vô trong cái tàn thức á, nói đem trong cái vỏ bọc tánh người, thì ngày xưa là mình mời mấy ông kia vô, cái ông thật, mấy cái nghiệp ở trong thế gian này, nghiệp này là ông thần cũng đưa vô. Bây giờ nhét cái anh này vô thì cái anh kia phải chạy ra đi bằng con đường nào, mà cái đầu thoát mà thì nó đau vậy thôi, nhưng mà cố gắng đi. Nói cho luôn đi vài bữa tự nhiên nó hết đau, có vậy thôi. Nhưng mà nên nhớ một điều ở chỗ này, khi mình biết được cái này nên nhớ đi ra đường cẩn thận, nó sẽ chết bất đắc kỳ tử. Cái này khi mà đi ra mà mình nói và mình quên chừng là ổng xô mình đó. Lúc đó trong nháy mắt mình, ví dụ mình đang chạy xe, trong nháy mắt mình không làm chứng được là đâm vô trụ điện liền. Chú ý chỗ này, tôi không nói ai, nhưng mà tôi nói là khuyên tất cả những người có cái hiện tượng đó đừng khi nào đi chạy xe. Thấy không? Đi làm sao an toàn, lên xe bus thì chắc ăn tưởng đụng nguyên cái xe bus cũng sợ, cái bọn mèo cũng mình chết luôn á. Cái đây là có quy luật nhân quả mà, đưa từ xưa giờ đưa người ta vô, rồi bây giờ đưa thiền tông vô, nó đẩy kia ra. Tức bây giờ trước khi nó ra đó, mình nằm ở nhà không sao, cao nó đau chút thôi. Còn nếu mà đang chạy mà nó nhức đầu quá, cái nó chóa mắt, qua mắt một cái là rồi, trong 5 giây thôi. Là một gì đi về dưới, hai là vô nhà thương rồi. Giờ hỏi tiếp đi. Thưa thầy, con có một giấc mơ nhìn thấy một cái bóng sáng như cái đèn ánh đèn pin, và con cứ đi theo mãi thì gặp một dòng tộc và với những cái ngôi nhà cổ xưa, và cái hiện tượng đó là như thế nào? Cái đó là hồi ức thôi, cái này đó là chuyện bình thường. Tôi vừa kêu bằng văn học Việt Nam có nói là kêu bằng mộng mị á, nó là hồi ức trở lại những, bởi vì mình sống đây đâu phải một đời này đâu, nhiều đời trước. Rồi cái hồi ức á, nó nhớ cái gì thì nó hiện cái đó. Có nhiều khi nó nhớ gần thì mình thấy như mình biết, còn nhớ xa thì như mình không quên. Đó gọi là hồi ức mộng mị, chi bao gọi là hồi ức là do lưu trữ ở trong cái tánh người của mình phát hiện ra.
từ khi mà con nghe đài và đọc sách, đi chùa thiền tông, thì con và em gái của con có những giấc mơ rất đáng sợ hãi. Xin thầy giải thích giùm ạ. Giấc mơ là nếu mê dữ thì đó là cũng chỉ là cái chuyện hồi ước ngày xưa. Chứ bây giờ đời này mình thấy vậy chứ biết đâu đời xưa mình cũng là một chiến binh, chiến sĩ gì đó chứ đâu phải ấy đâu. À, rồi những cái đó hiện tượng ra thì thôi cái đó mình bỏ nói. Mà bây giờ thiền tông, tôi sẽ bỏ những cái chuyện đó đi. Bây giờ đi tới, đi cho đúng đường là không? Không đúng đường hỏi người ta. Đó, thiền tông nên chú ý tới chuyện này. Còn những cái chuyện đó là gọi là lặt vặt thì thôi. Đi theo, giống như đi theo đường mình thấy cỏ cây hoa lá chuyện đó. Cái đó là tự nhiên trên đường, chứ còn ngồi đó phân tích chỉ cỏ cây hoa lá chỉ cho nó vặt. Mình phải biết rằng con đường đi, mục đích của mình là đi đâu. Mình cố gắng tới mục đích đó. Là người tu thiền tông là phải làm đặt cái chuẩn này. Giờ con hỏi tiếp. Cha mẹ muốn cho con có được công đức và gửi tên mình vào việc in ấn sách như xây dựng chùa, dạy về pháp môn giải thoát. Vậy những người con cháu đó có hưởng được công đức không ạ? Nó đồng ý thì có. Còn nếu mà nó không đồng ý thì đừng nên làm. Nha. Bởi vì nó đồng ý như là cha mẹ nó thì nó lấy tự nó đồng ý. Thì có công đức thì nó sẽ chạy về mình. Còn nếu nó không chịu, giống như kiểu mà đưa cho con tiền, con bỏ túi mà con giữ ấy, con lấy tay con phủi ra thì làm sao vô túi con được. Thì cái tạo công đức nó cũng nằm đâu dạng này. Với người đó, tiền bất cứ của ai, với người đó người ta hầu hướng cho mình, nhưng mình nắm, mình đồng ý thì công đức nó phải vô. Còn nếu không có thì tớ quớt luôn. Rồi lại tiếp. Tam giáo quy nguyên, ngũ chi hiệp nhất là sao thầy giúp cho con biết ạ? Cái này là gọi là tam giới đồng nguyên. Tam giới ba, ở tam giáo đồng nguyên, tam ba đạo thành là gốc của một đạo. Đây là của ai? Của ai nói câu này? Không phải đâu, đạo Phật đâu có nói câu này. Thấy không? Thì của mấy ông sư ở miền Tây đó. Chứ mà thôi, cái này chịu của người ta rồi nó xem vô. Thấy không? Là tam giới đồng nguyên. Thì ở miền Tây, còn miền Đông có nói gì? Dùng đại đạo tam kỳ. Sao nữa? Thôi không nói. Là có ai? Cái đó cái chuyện của người ta kệ nó cái đó. Cái đây là người ta phải nói về cái vật lý thôi. Người ta không hiểu cái giải thoát này đâu. Cái giải thoát này đạo Phật mà còn không biết mà. Để tưởng chánh cống của đạo Phật còn không biết mà. Chứ đừng có nói chỉ là mấy cái kia. Bên kia là những cái tên trụ một của vật lý. Bởi vì tên là thiền tông nên hạn chế ở trong cái phần tông thôi. Còn nói về kia thì chừng nào nhà nước nói, vợ tôi nói thì nghe. Nhưng mà ông nói chứ không phải tôi nói. Rồi hỏi tiếp đi. Có người thầy dạy đạo truyền pháp bằng khẩu huyết gọi là Như Lai Thanh Tịnh Thiền, nói là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hường hư, luyện hư hường vô, gọi là Phật. Có phải là bí mật trong huyền ký, thầy cho con biết? Bí mật của mấy ông cũng nói ra trên huyền ký là mới nói chuyện. Huyền ký này nói rất khoa học nha. Ở trong này bây giờ mình hiểu căn bản, tại cái căn bản thiền tông là cái huyền ký như thế này. Trong thế giới này không có nói bất cứ gì nữa. Bởi vì trong thế giới này là con sẽ nhớ giống như con ở trong cái lòng to này nó quay nha. À, con đứng cái trái đất thì nó quay chậm hơn, lên cõi trời dùng giới quay lẹ hơn chút. Nhưng mà trong này hoàn toàn không có làm cái gì nữa. Mà phải hiểu căn bản này, trái đất này là năm loài sống chung và một loài thực vật. Loài thần có nhiệm vụ là làm ra hiện tượng lạ để chi? Để lập ra đạo, để mà kìm hãm cái tánh con người lại. Đạo nó ra nằm ở chỗ này. Lúc mà trong cái thế gian này không có đạo con người loạn thì bắt buộc phải có đạo ra đời để nó kìm lại cái tánh, cái tưởng và cái tham của con người, chứ không có gì lạ. Còn con người có cái nhiệm vụ
là phải làm ra vật chất mà con người có cái tham. Vì thế mà trái đất này, tới khi nào mà một con người tham là cái đất bị hủy diệt. Nó như thế này, con người khi mà trong trái đất này phải hoàn thiện trái đất, mà hoàn thiện cho đến khi nào không còn hoàn thiện được thì phải hủy diệt trái đất này. Đó là nhiệm vụ con người, phải hủy diệt trái đất, chứ không có ông thần nào hủy diệt này, không trời nào hủy diệt này, mà chỉ con người hủy diệt. Vì thế mà chuẩn bị hủy diệt trái đất này, pháp môn thiền tông ra để là chuẩn lại, để khi nó kìm hãm lại, để trái đất này nó sống đúng theo cái chu kỳ thành trụ của nó. Nếu thiền tông không ra đời thì trái đất này không tới 3.000 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn phải ra đời để cho nó kìm hãm lại. Bây giờ bởi vậy trong cái quyền ký của một con loài nè, tại vì Như Lai muốn ra cái khối này đó để chi, để cho những vị lãnh đạo thế giới mà biết rằng nên sống với cái tánh Phật đi, chứ đừng sống tánh người. Tánh người nó cháu sẽ chết sớm đó. Cái này cái câu cái mục đích cái này cái mà mục đích cái này ông Phật muốn nói cái này đi, rồi nương là nương theo cái này nè, nương theo cái này để đi ra. Ai muốn đi về Phật giới phải nương theo cái thời này mới ra được. Còn nếu trước đừng có mong ra, trước cứ đi vòng vòng thôi. Bởi vì cái pháp môn giải thoát cực kỳ khó cho nên thành giờ người ta không hiểu. Rồi tất cả những người bây giờ người ta chửi thiền tông là mất quyền lợi, người ta chửi chứ không có gì. Thì tất cả những cái gì ở thế giới này nó tốn gọn, anh hành động bất cứ gì đều vì nhân quả, không giải thoát được đâu. Chứ đừng ngồi đây mà lý luận tôi làm này làm kia giải thoát, hoàn toàn không có. Nên nhớ căn bản cái này, trái đất này năm loại sống chung, thần làm chủ tâm linh, con người làm chủ vật chất. Mà làm chủ vật chất đến khi một người lãnh đạo thế giới, chắc chắn là ông đó bị chết. Mấy kia nó đạp ổng, mà ổng đạp lại cái là chết cả đám luôn. Thì đúng là theo cái chu kỳ của nó. Thì bởi vì con người mỗi bộ phận phải tiêu diệt trái đất này, tạo trái đất cho nó đẹp, rồi sau cùng phải dẹp dẹp trái đất để gì, nó đi trở lại cái chu kỳ. Chứ nếu bây giờ con người mà không dẹp mấy đất đất, bây giờ con người là nói xin lỗi, bây giờ trái đất này mấy tỷ, 7-8 tỷ vậy, mà nếu mà 20 tỷ chỗ đó ở. Giống như bây giờ đó, mình mỗi người sống được 4 thước vuông, mà mỗi người sống còn có 1 thước sống thì chỉ có đập lộ cho chết bớt thôi. Thế là cái nguyên tắc cái thế giới vật lý gì, đạo Phật cũng mới dám nói cái chỗ này. Thành ra nói cái này thì tức bởi vì các nhà Phật nếu mà nói về đề nói sai thì cứ lại. Đây là cái chu kỳ của nó. Mà mình tôi nhớ là hồi trước giải phóng 42 năm thì động đất không ai ở, dùng đâu phải ở. Bây giờ đi mua thì tất. Rồi nếu mà từ 40 năm nữa làm sao nữa? Nó sẽ, bởi vì cái sức gia tăng dân số nó không phải dân cấp 1 đâu, mà nó dân cấp 10. Nó phải khủng khiếp như vậy đơn giản. Thì đạo Phật thiền tông nó ra để nó chuẩn cái này lại, nó chỉ cho rồi người biết vậy thôi. Thành ra tôi mới nói là công bố quyền ký và lời Đức Phật dạy giải thoát chỉ mới có mấy tháng thôi, chứ không có dài đâu. Mình phải hiểu nguyên tắc này, đừng có ngồi đó mà tu mất công tìm đường chạy ra. Bởi vì trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói sao, nhà lửa nhà cháy không chịu coi chạy ra, ngồi đó đi tìm cái gì ở trong. Nó kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói chứ không nói, nhưng mà ông nói ẩn lý không ai hiểu. Tìm cách chạy ra, không lo chạy thì ông dụ mấy đứa con ông chạy ra ngoài đường đi. Ông cho xe hung xe nai gì đó. Mà ra ngoài ông cho xe gì, cho xe trâu, xe trâu trắng, xe trâu là giải thoát. Rồi hỏi tiếp đi. Có cái vị đặt ra câu hỏi này trùng hồi nãy á, thì bây giờ mình đọc lên như thế này: con cháu còn nhỏ chưa biết về thiền tông nhưng muốn cho con cháu theo và có công đức vậy, in ấn sách xây dựng chùa dạy pháp môn giải thoát, vậy những người con cháu ấy có công đức hay không? Thì hồi nãy thầy đã trả lời rồi, cái người đặt câu hỏi này có thông không ạ? Có đồng ý không ạ? Bây giờ xin bỏ qua nha. Rồi cái câu hỏi kế tiếp á, thì hỏi nó chưa có được rõ. Đọc như bây giờ là: con có một giấc mơ hỏi thầy là con rồng, vậy lời ấy có hay không? Vì chỉ nhìn thấy qua mạng chứ chưa thấy con rồng thật.
xin thầy giải thích. Thấy gì? Phục rồng. Phục rồng. Phục rồng thật không? Con rồng này đó, nó đúng ra bây giờ người ta vẽ là ta tưởng tượng thôi. Vậy giờ tưởng tượng bằng cái nào? Con người hình dung con rắn thành con rồng. Con rắn thì vẽ rồi cái miệng cho to rồi nó mang con di với cánh nó bay ra thành con rồng. Đây là cái tưởng tượng con người chứ, chứ làm gì có cái này. Và mà cái này là cái gốc tích của người Trung Hoa. Chứ bên châu Âu tìm mà có con rồng không? Châu Á mới có con rồng. Mà con rồng xuất phát từ đâu? Xuất phát từ cái ông trong lòng Khổng Tử á. Ông Khổng Tử này nè, ông mới tô điểm ra. Bởi vì ông mới nói là gì? Ông Khổng Tử ông nói là nhân nghĩa lễ trí tính, quân sử thần tử. Vì ông đặt ra cái chữ này, ông là vua đó, là trên trời sai xuống đó, có rồng hộ giá đó. Thì cái hồi đó người ta tin, chứ bây giờ ai tin? Và văn minh là tìm có con rồng đâu? Từ ông Thích Ca tới giờ không ai có rồng. Nhưng mà bây giờ tại vì mình làm những cái này là còn tô điểm thôi, để cho nó đẹp thôi, chứ còn sự cái rồng là còn gọi là nó mỹ quá. Chứ con rắn thì nó to, con rắn quá rồng nó to. Tại quá rồng là tại cái ông họa sĩ ông quá, chứ không phải nó đẻ ra con rồng. Cái này thì thôi, cái chuyện là của văn học của Việt Nam, hoặc là cái văn hóa của người Việt Nam. Mà Việt Nam là gì? Học theo của ông Trung Quốc. Chứ Việt Nam mình cũng không có tại này đâu. Rồi con hỏi thêm. Vậy. Alo, dạ bác, chị Thương con hỏi là vị thần họ có thần thông á, mà thí dụ mà vị thần nó họ muốn làm những cái việc giống như là mê, làm cho lòng người họ mê tín, thì họ có thể biến hiện ra thành con rồng, hay là thí dụ cái người đó họ mơ tưởng thấy một con rồng này, thì vị thần có thể biến ra để cho người đó thấy, chẳng hạn như thấy như bên ngoài chứ không phải trong giấc mơ. Cái này do cái tưởng mình thôi, mà ví dụ người ta thấy con rồng ở đâu đó giống như bây giờ nói về nó xin lỗi thấy ông Phật Thích Ca hay như là ông Phật thì sao? Ông Phật Thích Ca giống như cái ông Ấn Độ ngồi giờ hồi đó 25 tuổi kiếm ông Ấn Độ rồi 25 tuổi ngồi có cây ông Thích Ca ở đó đó. Rồi bây giờ thì về sau người ta tô điểm thêm, rồi mới cho ổng 32 tướng tôn 80 vẻ đẹp để cho nó hoài thôi, chứ ổng là cũng con người Ấn Độ mang sắc thân của con người thì nó là một con người. Nhưng mà tại cái đời sau ta tô điểm thêm cho kia nó quan trọng quá, thì tất cả những cái chuyện gì là do cái tưởng con người nó tưởng ra, chứ không có gì lạ. Bởi vì tại sao cái đầu Phật này nè, tại sao có nhiều cái chùa làm cái Phật rất đẹp, rồi nhiều cái chùa tại sao vẽ giống như cái ông cái người Ấn Độ mỏm nhất, cái tay của người ta tưởng, nhưng mà nó có cái công tích của nó. Là khi mà Đức Phật mà tu khổ hạnh ông Ốc Nhất, ông tu năm pháp môn khổ hạnh Ốc Nhất, rồi sao ông thành Phật rồi mới đẹp. Thì nó cũng là con người giống như mình định đói cho 10 ngày Ốc Nhất ăn mà phủ quê về bữa nó mọc, có vậy không? Thì cái này, nhưng mà cái tinh hoa đạo Phật là nó là chỉ bằng sự thật con người trái đất và dạng vật và cái cách đi ra. Mà bây giờ á, tại làm sao mà đạo Phật mà không ai hiểu cái Phật giới nằm ở đâu? Mà bây giờ chỉ có thiền tông mới nói Phật giới nằm ở chỗ nào đó. Mà cấu tạo bằng cái gì thiền tông mới nói? Chứ nếu mà nói trở trời vật lý hỏi cái cõi Phật ở đâu, thì cái mơ mộng là cõi trời ở đâu? Đi tám muôn bốn người cái cõi sẽ tới. Nhưng mà cái đạo thiền tông này nó trưng bày ra được hay nắm được cái căn bản này thì mới tu thiền tông được. Cái tam giới á, thì nó phải có cái dòng bảo vệ, thì nó nén các hành tinh trong tam giới lại, nó mới đi, nó chuyển theo lực quay của vật lý của điện từ âm dương, một tam giới mới tồn tại được. Mà khoa học nó gọi là một hệ một trời, còn bên ngoài nó là Phật giới đó, mình phải hiểu vậy. Còn nếu mà mình nói vấn đề mà tại làm sao ở trong mà mình không thiền tông nó không cho tu, là vì tu cái gì ở trong thế giới vật lý mình vừa suy nghĩ là nó bị nhân quả rồi, làm sao tu? Bởi vì thiền tông nó không cho tu, là mình nên tìm khí khôn ngoan, tìm con đường thoát ra. Nó thoát ra là thiền tông mới chỉ thôi.
Chứ còn nói mà nếu mà Phật, mà nói nếu mà Thiền Tông nói vậy thì tất cả các chùa sao đây? Rồi sao các chùa ai không bỏ bỏ tụng kinh, ai không cúng, ai không cầu thiền? Nó kẹt cái này mà giờ nói ra bây giờ mới đâu, bởi vì mà nói ra thì bởi vì Phật đang cái pháp môn này nó ra nó không có râu được. Tôi còn ngồi đây còn chống đối với mấy ông được chứ, tôi mất cái tôi bỏ đổ cái chùa được ai 24 tiếng luôn mua lần liền. Dạ hỏi tiếp đi. À, xin thưa anh Trần Minh Thuận ở Bình Phước, cái câu hỏi của anh cái lúc đầu hình như nó không có được rõ cái chỗ này nè. Khi tánh thật của Đức Phật vào trái đất để tạo công đức thì bị quên đi, ý của mình vào thế giới loài người để làm gì? Cái chỗ tánh Phật thì anh có chỉnh sửa gì cái chỗ này không? Câu hỏi này không nên hỏi, tại vì khi đọc được 10 quyển sách thì ta mới trả lời. Phải hiểu cái công thức tại sao tánh Phật vô đây. Còn bây giờ chưa đọc cái này thì làm sao hỏi? Thành nó giải dài đề nghị về học trên cái này đọc cũng hết mười quyển sách, lý do gì trong cái quyển số 9 á, lý do gì tánh Phật vô đây nha. Rồi thì ta có giải thích rõ hết rồi thì cố gắng đi, chứ bây giờ có giải thích cỡ nào không hiểu là phải đọc luật thuộc cái này nha. Rồi nếu mà hỏi ngắn gọn thì tôi trả lời cho còn mấy bà. Cái kiểu này là dài dài lê thê, không trả lời nổi đâu. Bây giờ cái vế tiếp theo anh hỏi như thế này. Khi mà cái Phật cổ Như Lâm á, phân thân vào nhắc nhở cái Phật Thích Ca đó, mà tại sao không nhắc nhở các cái tánh Phật khác ở trong cái thế giới này? Chưa chuyện thiền là chưa biết. Bất cứ ai muốn về Phật giới, đầu tiên ông Phật nào chỉ vô thì ông Phật đó phải đem về. Có cái nhiệm vụ vậy thôi. Chứ bây giờ con ở đây này, con có cái nhiệm vụ đi qua định cư ở nước nào đó, có cái ông nào là nước ông A thôi, chứ không có đồng quê giáo nước không. Mỗi người có một nhiệm vụ. Ví dụ ông qua bên Mỹ, trước cái ông A định cư qua Mỹ thì chỉ rước con quê kiểm của ổng không làm gì không làm. Mỗi người có một nhiệm vụ. Một vị Phật đưa tánh Phật nào vô thì tới ngày trở về ông phải rước. Trừ trường hợp một lần ổng đưa vô 5-7 ông, mà 5-7 ông này trở về một lượt thì ổng rước hết. Còn trong khi không biết gì hết thì sao? Ha, con về con đọc kỹ lại. Có khi con có nhiệm vụ truyền thiền thì nên tham dự để hiểu cái này. Rồi, câu hỏi tiếp. Cái câu hỏi kế tiếp của anh nó cũng về cái cõi trời, nhưng mà anh nó rất là lũng củng. Chắc anh nên tập sách lại nhiều hơn về cái phần này. Trong đó nó có hết, trong sách nó có rõ ràng hết. Nên đọc lại, nên đọc lại. Tôi đọc lại cái câu này của anh nha. Ở cõi trời đâu xuất hay các cõi trời khác, các vị Phật có thể tới được không? Sao Đức Phật Nhiên Đăng tới dạy pháp môn giải thoát cho Đức Phật khi làm thái tử ở cõi trời Đâu Xuất Đà? Ý con hỏi là ở các cõi trời khác các vị Phật tới dạy giải thoát được thì khi vào lại thế giới loài người cũng sẽ bị quên hết sao? Bây giờ ông Nhiên Đăng á có cái nhiệm vụ là ông giúp ông Thích Ca về Phật giới, nhưng mà trên đất này không có dạy được, mà duy nhất chỉ cõi trời Đâu Xuất mới dạy được thôi. Còn nên mới hiểu cái nguyên tắc thế này nè. Cõi trời vô sắc là cái nơi hưởng phước thanh tịnh. Cõi trời hữu sắc là nơi hưởng phước dương rực rỡ lung linh. Tất cả cõi trời, duy nhất chỉ cõi trời Đâu Xuất là nơi này nó có cái hoàng cung để mà chuyên môn dạy ông này được ứng thân vào là một vị tu sĩ để mà dạy cho thái tử Tức Đạt, thái tử Thừa Hộ Minh. Chứ có nhiệm vụ nó bỗng vô rồi đâu phải ở đó đâu. Phân thân dạy xong ông về Phật giới, ngày mai phân thân tiếp dạy tiếp chừng nào xong thôi. Xong rồi mới ông bỗng nói cho ông chứng rằng, nhưng mà một vị Phật mà ta có cái nhiệm vụ để mà truyền bá cái pháp môn Thiền Tông này,
Mới vừa 10.000 năm mới có một ông Phật ra đời trong cái đất này thôi để dạy cái này. Thì ông Thích Ca này trước khi về, bởi vì tại làm sao mà ông vô thạch tử cung mẹ ông không có quên, là ông có 50% cái phước đức cái vô đó đó. Thì được không? Vậy con nhớ rằng khi mà Hoàng hậu Ma Gia sanh là cái gì? Sanh được một vị bảo vệ, một vị Phật bảo vệ, để vô trong tử cung người mẹ không quên được. Chứ nếu mà không có một vị Phật bảo vệ thì ông Thích Ca ra cũng quên hết. Nó theo quy luật kịch lý, bởi vì nó sáng là tại sao? Trong cái hình vẽ là nó là một con voi trắng hiểm trợ này. Là con voi trắng là sức mạnh, cái màu sáng nó không cho tối ở trong cái tử cung người mẹ. À, vì thế mà ngày xưa mà khi mà Hoàng hậu Ma Gia có thai, không khi nào mà bà vô bóng tối được, ở trong bóng sáng rực, vô bóng tối nó sáng lên người ta sợ. Đó, trong cái mà người ta nói là cái hào quang, mà trong cái sách cổ nó có nói là cái chuyện này, nhưng mà bên tiểu thừa nó có nói, ngày bên đại thừa nó không nói như này, nhưng mà nó có hình ảnh. Phải nên nhớ rằng một vị Phật mà muốn trở thành Phật vào tử cung mẹ phải có cái bảo vệ đàng hoàng, không cho ngủ. Không, mình sợ ngủ là gì? Bóng tối mới ngủ được, còn bóng tối cũng không ngủ được. Đó là nguyên tắc đó vậy. Mới hiểu này, tôi về con đọc cho kỹ lại. Vì thế mà ông Thích Ca mất không minh, còn như mình quên hết, chứ làm sao không quên được. Nguyên tắc vật lý mà. Đặc biệt 10.000 năm mới có một người thế này. Thì mình nhớ Thích Ca là một, mình nói theo cái vấn đề cái mà mê tín rồi, ổng là một quỷ thánh chứ không phải nhỏ. À, nhưng mà cái đây là cái nhiệm vụ thôi, chứ không phải thánh gì. Nhiệm vụ một vị Phật giống như bây giờ, hồi đó con không hiểu cái gì mà giờ con hiểu, thì ta coi con là thánh, thánh cái gì rồi đó. Tại tôi cũng hiểu này, tôi hiểu cũng vậy thôi. Rồi cái người ngoài người ta nâng bốc lên này kia kia nọ để cho kêu mà gọi là thần thánh quá. À, rồi con. Thưa thầy, trước con chưa biết pháp môn thiền tông, con ăn đồ cúng bị nhức đầu. Nay con biết pháp môn thiền tông rồi ăn đồ cúng cũng bị nhức đầu. Vậy nó là như sao, như thế nào? Xin thầy cho con biết. Tất cả ăn đồ cúng là do, tại ăn đồ cúng là mấy ông thần, mấy ông cô hộ bằng trước. Ông thần ăn đồ cô hộ mình phải hiểu cái nguyên tắc đó. Rồi mình là mình cân chia mình dành cho ông rồi. Ông bố cái đầu là phải rồi. Bây giờ muốn ăn đồ cúng mà hỏi nhức đầu á, trước khi ấy á, ai mà để lễ về đấy, ai mà ăn bị ăn đồ cúng mà bị nhức đầu làm gì, tao không có nhức đầu nữa. Mở cúng đi, mở cái kinh cái thiền tông ra lớn, không ông nào dám lại gần thì ăn thoải mái luôn, ăn còn tươi luôn. Chứ còn cúng mà dạy nha, khỏi đàng hoàng đã mấy ông tới ăn trước rồi mình ăn sau, có gì kìa ông chưa ăn xong rồi đó, mình thôi chứ có sao đâu. Bây giờ để ý này, tất cả những người này ăn cái này cho mở một cái mở cái máy này cho bên tầng kia ăn thoải mái luôn. Tôi còn muốn 3 tiếng đồng hồ ăn không nhức đầu. À, ông không nhấp lại gần mà làm sao ông ăn được. À, cái này thì chỉ cái mẹo cho nên lại bốn lần thử luôn nhé. À, người chuyên làm phước trị bệnh khi gặp người tu thiền tông thì bị nhức đầu và khó chịu, đó là hiện tượng gì? Xin thầy giải thích giúp con. Làm phước trị bệnh thì ông tu cái bệnh đó là bệnh gì? Bệnh mà không phải thần nhập ma nhập thì không sao. Bệnh gọi là bệnh cơ, bệnh vật lý thì không sao. Mà bệnh mấy thần nhập ma của hồn nhập thì trị lên có phản ứng lợi, có vậy thôi. Nhưng mình phải có cái lực hơn. Thành ra bây giờ đó, muốn trị bệnh vào cái này nè, thì làm ơn học cái chú Thủ Lăng Nghiêm này, cho giỏi bù độc bù trị bệnh, bù độc kinh chú Thủ Lăng Nghiêm, không có ma nào dám lại gần đó. Còn không đó thì đọc chú Dược Sư. Cái này nó có cái thuật chứ không phải. Nhưng mà cái này mà không lẽ mình nói vậy là cái nó chuyển thiền tông qua cái thành ông thì cúng được, ông thì bệnh được, không được. Chứ nếu mà có trường hợp này thì sẽ đọc đem hai cái bộ kinh ra đọc. Chú nó có nằm ở thẳng trong đó, chú Dược Sư, chú Thủ Lăng Nghiêm, vụ đọc mà rầm rầm ở giái bực chứ chích thuốc giác hơi gì đó, không biết cái rầm giái cho tôi bảo lão màu phải đó. Rồi hỏi tiếp đi.
giống như trong một cái gia đình nó có con và dâu tu, và cái người lớn ở nhà này á, là có bị phản ứng, dù là cái con trai và con dâu này họ tu theo pháp môn nhưng mà họ không cho biết, vậy thì cái hiện tượng đó là như thế nào? Ví dụ như con và dâu tu theo pháp môn thiền tông mà một người ở nhà là có cái phản ứng mà không biết phản ứng như thế nào, bây giờ cái người hỏi cái câu này có thể giải thích rõ hơn về cái vấn đề này không? Bây giờ ghi gõ biên câu như thế này nè: hiện con và dâu tu, người này rất phản ứng, dù con trai và dâu họ giấu không cho biết, đang tu theo hiểu pháp môn thiền tông, rồi mới chấm vân vân, nhưng mà giải thích cho rõ cái câu này để thầy giải đáp ạ. Làm sao hỏi cho cái là anh đem sách về tao biết rồi, cái làm sao đó. Cuốn sách thiền tâm vừa vô nhà là tất cả những người mà cúng này kia đó học tự nhiên họ có cái phản ứng liền. Đây mà cái lực chương nó vô mà những người trong nhà là âm mà đưa lực chương vô nó biết liền. Ta không cần biết, ta không cần biết cái gì, nhưng mà ta thấy lạ là nó phản ứng lại. Thì nguyên tắc, bởi vì tại sao những cái quyển sách này mà đưa vô trong mấy ai để ý này nha, cái mấy cái ông thầy bói vô cầm cái quyển sách đi vô, không cần nói, ngầu đầu, không ngồi coi bói, coi không được. Coi cặt lát liền, coi nói tầm bậy tầm bạ. Cái này khi coi bói là phải có một chuyện người nè, ta nhập ta không coi được. Còn cái này vô thì thôi, cái anh kia ảnh thật vô, ổng nhập nữa. Thì bắt đầu dùng cái tưởng của con người nói đó, nó quất. Còn khó mà người nhập rồi đó, nói nó đi theo cái ý của mình, mà người ta bắt được cái tần số của cái người đến coi bói đó, người ta nói mới đúng. Còn bởi vì nó lạ là lại chỗ này, cái này tại thiền tông mới nói là thôi, nhưng mà cái này nó phụ bên ngoài cái mục đích chánh không phải nói cái này. Rồi cô nói bởi tại vì nói cái này rồi có biết mày mốt là mấy cái ông thầy bói giúp để phá tao là nó biết nó đọc là chết luôn. Rồi hỏi tiếp. Trong sách có câu nói: tánh về lục đạo, ý về vô sanh. Vậy khi mình mất thân phải làm bằng cách nào để sử dụng cái ý làm chủ để trở về Phật giới? Xin thầy cho con biết. Kẻ về lục đạo, người về vô sanh. Có nghĩa là cái chỗ này, cái câu này nó xuất phát từ nơi đây: ngã rẽ hai đường, kẻ theo lục đạo, người về vô sanh. Là cái chỗ này có nghĩa là cái kẻ mà ham muốn á, thì nó đi theo lục đạo. Cái người này là nói về cái tánh Phật, nó sẽ trở về vô sanh. Nếu ai sống bằng tánh Phật sẽ về được vô sanh. Còn cái kẻ này nó nói là mà không lẽ nói cái bọn thì hơi nặng. Chứ cái bọn mà ham lam này thì nó có đi lục đạo. Ta nói cái văn học cho nó nhẹ chút xíu thôi. Cái người chứ người này là cái lông tên ám chỉ cho cái tánh Phật. Cái kẻ này là nói với người ham muốn. Anh ham muốn anh mới đi lục đạo được chứ, còn anh không ham muốn làm sao được. Còn cái người này về vô sanh là cái anh này sử dụng cái thanh tịnh á, là cái tánh Phật thanh tịnh, ta mới về được. Chứ còn ham muốn, cái ham muốn thì nó bị cái lực hút, còn thanh tịnh không được hút, còn cái công đức rơi, nó rơi theo cái chiều vào trung tâm hút. Trung tâm hút gọi là trung tâm vận hành luân hồi, phải hiểu nguyên tắc của nó. Rồi hỏi tiếp. Có một vị hỏi câu này: Đức Phật, Phật lớn á, tại sao lại xuống Phật nhỏ, đi tới hải chiều âm rồi bị điện từ âm dương của trái đất hút để rồi chịu khổ và ngu muội? Như vậy ông Phật lớn này có tội không, và tại sao, và ông làm vậy để làm gì? Đây về đọc cái quyển số 9 lại, chưa phải đọc rõ. Cái tánh Phật á, ở bên Phật giới, trên Phật giới nó có hai loại, một loại là chư Phật thì có lớn nhỏ, một cái là tánh Phật. Hỏi chư Phật chứ sao mấy ông lớn mà tôi có chút xíu mà nói giờ muốn lấy thì phải vô trong trái đất á, mượn cái loài người, mượn thân con người tạo công đức về đây, cái công đức nó mới dột ra, nó mới thành cái yêu thân Phật được.
Thì ông kia về nghe hỏi lại, thì nó vô, ổng đang vô coi cho không ra được đâu. Bây giờ ai coi là cái quyển số 9, số 2 này, giữa cái tánh Phật với cái tánh Phật với chư Phật cãi lộn. Cãi vô thần chủ nói tôi về mà tôi sợ tánh người, tôi sợ thân người, thân người là cái thá gì mà tôi phải sợ. Ok, vô rồi biết, mang rồi rồi biết. Cái tánh người nó có 16 thứ, nó có trò ra đâu. Trời ơi, làm gì tôi tánh Phật sáng suốt, vô đó rồi biết sáng suốt. Vô đó giống như là con mắt của mình tắm nước sơn đen hết, làm thấy tiếng tiền tiền thùi. Rồi cái tánh người biểu làm gì làm đấy. Bây giờ rõ ra nè, bây giờ tại sao mà đạo Phật đang khai thị rồi mà người ta không bỏ được cái tham, mình giờ bỏ được cái tham không? Nó dính ở trong lòng, làm sao bỏ được? Bây giờ vô thiền tông rồi mà biết rồi đó, mà cũng đi kinh doanh tiếp. Rồi ra cái danh là tham, nó đã vô thiền tông rồi mà đã vô đây rồi, rồi con mắt đã mở được rồi đó, mà con không chịu bỏ cái tham thì làm sao? Đó, cái tánh người nó ghê gớm vậy đó, giờ làm sao thoát ra được? Mà đã về tới nhà đi ra ngoài rồi mà không chịu được, không chịu muốn trả lời nữa. Đã người ta chỉ đường đi để rõ với ban ngày rồi bây giờ không chịu thì làm sao? Đó, cái tánh người nó cũng khiếp vậy đó, chứ không phải. Rồi các anh hỏi rồi, có đồng ý không? Dạ, thưa bác, cho con hỏi là cái người họ tu thiền tông á, ban đầu họ đọc sách, họ nghe máy á, thì họ bị một cái lực hút rất là mạnh, họ thích nghe, có thể là nghe từ sáng tới khuya luôn, liên tục ngày này qua ngày nọ. Nhưng sau một thời gian họ nghe như vậy rồi thì khoảng một vài tháng, một nửa năm hoặc là một năm sau thì họ nghe lại, thì họ vẫn nghe, vẫn thích nghe, nhưng mà cái lực hút ban đầu không còn nữa, có nghĩa là giống như nó đã quá thân quen với họ rồi, cái lực hút nó không còn nữa. Thì sư bác cho con hỏi là đâu vậy, cái nguyên nhân nào sinh ra cái lực hút đó? Thứ hai nữa là tại sao cái thời gian rất lâu rồi cái lực hút lại không còn với cái người mà đọc đó nữa? Đúng như cái người thân đó, đi xa mới gặp nhau ôm khóc ở trong nhà khóc nữa không? Không, khóc mấy ngày đầu thôi chứ tôi biết nó quen rồi không, cái còn hút gì nữa. Thì bây giờ mới chuẩn là tới đó, thì bây giờ tìm cái con cái này nó dạy cái gì, tàu có lúc bằng thế nào. Chứ bây giờ mới đầu tiên không biết rồi, bà con đi, cha mẹ đi xa quá, nhớ quá, giống như Nam Triều Tiên, Bắc Triều Tiên nó gặp nhau ôm khóc, đem về nhà ở ba ngày mới lộn. Nó đã quen rồi không? Đó, kêu bằng mới thì nó đúng ra cái này chưa từng biết, chưa từng nghe, thì bây giờ nó có cái lực hút dữ vậy. Nhưng mà hút rồi thôi, nó quen rồi thôi, từ từ. Chứ còn nếu mà nó hút nữa về sau thì còn chứ không được rồi. Thôi con đứt, bị hút không được là còn mến ra. Bởi vì tại sao mà trong Phật bảo đó là tất cả thì đều phải bỏ hết. Cái kinh sách này là cũng là cái phương tiện vậy, vậy mà thôi. Chứ đâu phải là kinh sách dẫn mình về Phật giáo đâu. Về Phật giáo là do mình, mà nó bây giờ mình hiểu, hồi đó mình không hiểu đường đi, giờ biết đi rồi tự mình đi dẹp hết. Trong kinh nói là qua sông bỏ bè là bỏ cái này nè. Chứ đã biết rồi đem theo nữa. Mang cái bè sao đi đâu? Có nguyên tắc này. Mới thì nó vậy, từ từ nó xem thường đi. Cái này đơn giản mà. Rồi, nói đi. Dạ, bác cho con hỏi ý thứ hai là có người nói với con á, người được truyền bí mật thiền tông á, họ muốn về Phật giới rất là ít, nhưng mà người muốn về đó họ phải kiến tánh, nếu không kiến tánh thì không về được. Thì xưa lần trả lời trước bác có nói là hiện từ trước tới nay chưa có ai kiến tánh á, vậy riêng Phật gia Đạo Văn Toản á, ảnh không kiến tánh thì làm sao ảnh về Phật giới được? Tại vì có một người nói với con như vậy thì sẵn có vấn đề đó, thì tại vì theo con nghĩ mà nếu mà như người đó nói thì phải là kiến tánh mới về được, nhưng mà bác nói chưa ai kiến tánh hết trơn, thì hôm nay bác giải thích rõ cho con một số người biết là người được truyền bí mật thiền tông có cần phải kiến tánh mới về Phật giới được hay không. Ngày
xưa đó các người kiến chưa công bố ra phải kiến tánh mới hiểu. Bây giờ giống như là còn quyền ký công bố ra rồi, tất cả kiến là gì? Thấy bằng tánh Phật của mình. Tánh Phật của mình hồi đó không biết cái tánh Phật là cái gì, mới đi kiến tánh để thấy, để mình thấy cảm nhận được tánh Phật của mình. Nhưng Đức Phật nó nói rồi, thấy nghe nó biết thanh tịnh, kiến chỉ nữa. Thì cứ cố gắng tạo công đức thôi. Bởi vậy khi mà quyền ký công bố ra là không cần mấy kia nữa, vậy hết tìm con đường đó về là đúng. Còn nãy con nói cái gì nữa, ai thì ý con nói là cái người đã nói á, là muốn về Phật giới á, người mà được truyền bí mật thiền tâm muốn về Phật giới phải kiến tánh mới trở về được. Thì ý con hỏi bác là cái người đó có cái câu chuyện như vậy, người đó nói vậy là có đúng hay không? Nó nửa đúng mà nửa sai. Có nghĩa là anh không kiến tánh, bao giờ ông Phật nói ra rồi mình biết rồi là mình hiểu rồi. Nhưng mà mình càng kiến tánh thì càng tốt. Nhưng mà nên nhớ đừng có sử dụng cái chấp của mình. Nó tôi kiến tánh rồi, tôi được tiền thì tôi kiến tánh. Bây giờ cái ông kia không kiến tánh, nhưng mà cái ông mà không kiến tánh á, mà không có công đức nhiều chứ ông kiến tánh sao? Ông kiến tánh không có chút xíu công đức là sao? Thì vẫn thua ông kia. Thành ra cái chuyện kiến tánh là ta nói là khi mà chưa thì tông chưa công bố ra thì phải kiến tánh mới tu đúng được. Thành ra mà chưa kiến tánh thì tu cũng đúng, mà bây giờ đã nói ra thôi. Còn bây giờ phải tạo công đức, cố gắng sao tạo công đức được về cái, bây giờ tất nhiên là từ khi chủ quá thiền tâm, từ công bố quyền ký ra đó, thì người ta mới nói rõ con đường trở về Phật giới từ ly từ tí, căn cứ vào cái chỗ này nè. Chứ còn nếu mà mình không có căn cứ vào này thì đi nó sai. Vì sai vậy mà thật ra 6 tháng sau tổng chủ quá lại thì nó mới có cái câu hỏi mà chủ quá đây cách một tháng rồi như vừa đó. Đó mình phải hiểu cái này, mình đừng có chấp ra tôi được truyền thiền tôi kiến tánh, ông kia chưa kiến tánh, cái đó nó sai. Nếu anh kiến tánh mà đừng chấp thì tốt, mà chứ anh kiến tánh mà anh chấp là bị bô đen, là cái công đức anh kể như là cục vàng mà nhúng nước sinh đen thì khỏi biết cục đó cục gì luôn, ta tưởng cục đất cục sắt vậy đó. Phải hiểu cái này. Còn bởi vì tất cả những người tu thiền tông mà chấp nhiều quá chừng vô đi tu cho nó vui thôi, chứ còn xin lỗi lương hồn còn gấp 10 lần người bên ngoài. Tất cả người ở trong thiền tông tu mà chấp một cái á, giống như là mình ở người dân mà thường á, mà vi phạm luật giao thông á thì cảnh sát nó phạt 100 ngàn. Còn anh là cảnh sát giao thông á là sao? Anh phạt luật giao thông á, gặp thủ trưởng anh đuổi luôn chứ khỏi cần phạt, quá mức mà. Anh hiểu mà anh vi phạm được thì nó gấp gia tăng gấp lần nhiều lần. Thì cái chuyện mà kiến tánh không kiến tánh thì đã ta đã phân tích rồi, chưa kiến tánh thì phải kiến tánh, mà bây giờ công bố khỏi cần gia tăng, biết hết rồi. Hồi xưa nói thật á, nếu mà công dự kiến chưa công bố đâu, hỏi cái tam giới là gì không ai biết. Một ông nói đầy đã, ông nói khác, mà tiến sĩ không á, hòa thượng không á, tù 5-7 năm rồi, nó trật lách. Thì nãy trong cái bài tôi nói đó, tại sao mà hòa thượng Thế Tôn từ anh Thọ hỏi tôi nói sao? Ông nói nghiệp là thói quen là cái gì? Cái nghề nghiệp ta bảo mới thói quen là cái gì? Thói quen là suy nghĩ, hành động, hai thứ này nó cấu tạo thành cái nghiệp. Anh suy nghĩ, anh không hành động là sao nghiệp? Giống như ở thế gian đó, tôi tham tôi vô cái tiệm vàng tôi ăn cắp, tôi muốn vô chưa thò tay lấy lại mới không bị tội. Chứ cái tiệm vàng kể là anh muốn tham cỡ nào tham nhưng đừng thò tay không thì làm sao có cái luật pháp bắt mình được. Còn ta mình thò vô mình lấy ra nó chụp cho cái còng tay vô thì mới tội. Mới hiểu nguyên tắc nó vậy mình mới hiểu. Dạ, bác cho con hỏi là ở trên Facebook hay trên những cái trang YouTube đó, thì người ta chửi bác là người tốn câu ngã mạng,
người không có xuất gia cho nên không đủ tư cách để nói về đạo Phật. Nhưng nói về đạo Phật nhưng mà ý của họ nói là một người mà muốn tu thành Phật thì phải có nhiều thứ lắm, người bình thường không thể nào tu thành Phật. Họ cho rằng đó, cái người mà thành Phật đó, là họ phải có một cái tiêu chuẩn, một cái gì đặc biệt, có nghĩa là người phàm phu không thể nào trở thành Phật được. Mà bác dám nói là người nào tu theo Thiền Tông là nếu quyết chí thì sẽ thành Phật, thì họ cho đó là mơ mộng ảo quyền, cho là bị đặt. Dạ xin bác giải thích để sau khi mà ý con hỏi ở đây là tại sao mà khi mà nói tới thành Phật thì ai cũng sợ, ai cũng muốn tu để giải thoát, nhưng mà nói tu để thành Phật thì ai cũng sợ. Nhưng mà trong 16 thứ tánh người thì nó không có cái sợ, vì cái sợ đó nó xuất phát từ đâu mà. Xin bác giải thích không? Sợ xuất phát từ cái tưởng. Cái tưởng nuôi sợ. Tưởng ma nó thấy ma, nó sợ ma. Tưởng mình giàu, mình mừng quá. Tưởng mình trúng số, mình vỗ tay. Cái vậy thôi, nó do cái tưởng thôi. Còn vấn đề mà bởi vì thành ra trong cái động này nè, tôi đâu có ai hỏi là muốn tu truyền tông phải đủ tâm tài lực. Cái câu hỏi của câu hỏi đó là phải có cái lực chịu đựng nổi. Cái người thường nó sẽ lỗi, người thường mà ta chửi cái này thì giận đùng đùng, nhưng mà chửi tôi rất vui. Cô Yến có chửi tôi rất mừng, là tôi mừng. Cô mừng là có nghĩa là có người chết trực tiếp nói ra chuyện này, chứ tôi nói ai cũng nghe hết thì sao đâu. Còn cái vấn đề mà giống mừng thứ hai, ông Thích Nhật Từ ông dám nói cái chuyện này thì tôi có dám thách thức ông đi ra kêu đối chất, chứ nếu ông nói sao tự nhiên tôi kêu ông đối chất thì sao được. Ông có cái chứng cứ gì đó. Đây là nói đúng ra đó, nếu mà nói về Thiền Tông mấy người này mình không có buồn người ta đâu, là đây là cũng cái riêng để cho người ta chứng tỏ rằng Thiền Tông nó có cái bản lãnh đó. Một người nắm giữ mạch nguồn Thiền Tông không phải đơn giản đâu. Tôi chưa biết cái tiểu sử chùa Tân Diệu, trong này nó có cái tiểu sử chùa. Ngày xưa đó, tôi phải đơn giản đâu. Con muốn nghe cái tiểu sử, lấy cái tiểu sử đọc ở đây. Còn nếu mà con người không ai nhắm, cái lần thứ hai con đọc ra cái tiểu sử chùa đây, rồi con sẽ thấy cái lực mà chùa bắt sinh chiều như thế nào. Tiểu sử ngôi chùa Thiền Tông Tân Diệu và nguồn gốc của pháp môn Thiền Tông. Mẹ ruột tôi là Trần Thị Liệu, đạo danh là Thiền Sư Ni Đức Thảo, xây dựng vào ngày 15 tháng 10 năm 1956 âm lịch để tu theo pháp môn Thiền Tông của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, truyền theo dòng Thiền Tông và của vua Trần Nhân Tông Việt Nam. Nguyên do mẹ tôi xây ngôi chùa Thiền Tông Tân Diệu, vào năm 1950, mẹ tôi có sưu tầm được hai quyển sách. Một, tập huyền ký của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền theo dòng Thiền Tông. Hai, quyển sách Vua Trần Nhân Tông dạy con cách giữ nước và tín ngưỡng cũng như sự thật nơi trái đất này. Mẹ tôi là hỏi được, tức hiểu rõ được cốt tỷ của hai quyển sách này. Mẹ tôi dạy, Đức Phật dạy tôi có tất cả 6 pháp môn. Một, tiểu thừa dành cho người thích dụng công tu hành có chứng đắc nơi trái đất này. Pháp này có tất cả 37 pháp quán và tưởng, biến chuyển vật chất một ra nhiều hay vô lượng. Hai là pháp môn trung thừa dành cho người thích lý luận về đạo Phật. Pháp môn này cũng gọi là triết lý Phật Thích Ca hay Bát Nhã. Ba là đại thừa, pháp môn này có hai cách tu. Một, đề câu nghi. Một, gì là tánh Phật của ta? Hai, tánh người của ta là gì? Ba, ai mang thân của ta đi? Bốn, trước khi cha mẹ chưa sanh, vậy ta là ai? Năm, tại sao ta sống ở nơi thế giới này lại thích tiền, danh và địa vị? Sáu, sau khi chết ta sẽ đi về đâu? Vân vân. Hai, ngồi suy tư hữu dụng vật chất để giúp cho loài người bớt vất vả. Bốn, niệm Phật, người tu theo pháp môn gọi là tịnh độ tông này. Pháp môn này dành riêng cho người tu khi còn sống được an vui, sau khi chết vãng sanh lên nước cực lạc sống hưởng sung sướng trong cảnh thanh tịnh. Pháp môn thứ năm, niệm chú, người tu theo pháp môn này gọi là mật chú tâm. Pháp môn này dành riêng cho người tu khi còn sống có thần thông sử dụng để người đời kính nể, sau khi chết được làm thần.
pháp môn thứ sáu thiền tông. Người tu theo pháp môn này không có gì cả, mà chỉ học để biết 12 phần như dưới đây. 1. Con người từ đâu mà có? 2. Thân người cấu tạo bằng gì? 3. Tánh con người cấu tạo bằng chi? 4. Tánh phận có những gì? 6. Tại sao có nhân quả luân hồi? 7. Muốn thoát ra quy luật nhân quả luân hồi bằng cách nào? 8. Trái đất này có mấy loài sống chung? 9. Loài người có nhiệm vụ gì nơi trái đất này? 10. Loài thần có hay không? Nếu có là làm nhiệm vụ gì? 11. Ở trái đất này cúng cho ai ăn và cúng nơi nào là phải? 12. Cách đạo lập ra ở trái đất này là để làm gì? Vân vân. Năm 1958, mẹ tôi giao lại ngôi chùa Thiền Tông Tấn Diệu và hai quyển sách ở trên cho tôi gìn giữ và dạy tôi. Khi nào Giang Sơn thống nhất, con phổ biến pháp môn này ra cho nhiều người cùng biết. Năm 1960, phong trào đồng khởi ở tỉnh Bến Tre nổi lên chống chính quyền Ngô Đình Diệm. Mật vụ Ngô Đình Diệm lùng bắt những chiến sĩ cách mạng không chịu tập kết ra miền Bắc Việt Nam theo hiệp định Geneva giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Vua Bảo Đại. Cậu bảy rưỡi của tôi là ông Trần Văn Trừ, tỉnh ủy viên tỉnh Long An, yêu cầu tôi hai việc. 1. Cho 20 chiến sĩ cách mạng cạo đầu giả làm thầy tu ở trong chùa Thiền Tông Tấn Diệu này để tránh những tên mật vụ của Ngô Đình Diệm bắt. Tôi đồng ý. Tôi đề cử anh hai Nguyễn Văn Bảnh làm sư trụ trì quản lý chùa, em Trần Văn Chu làm thư ký liên lạc chính quyền và giáo hội Phật giáo tỉnh Hậu Nghĩa. Riêng tôi chạy vòng ngoài ngoại giao với những người có thế lực thời đó ở tỉnh Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa và xã Tân Mỹ. Mục đích tôi làm quen với những người này để họ không để ý đến chùa Thiền Tông Tân Diệu, để anh em chiến sĩ cách mạng ở trong chùa được yên. Công lớn mà bảo họ ngôi chùa Thiền Tông Tân Diệu này là của hai người. Một là chú ba tôi là ông Nguyễn Văn Chánh, là người có thế lực nhất ở tỉnh Hậu Nghĩa và huyện Đức Hòa thời đó. Hai là đại úy tuyên quý Phật giáo Thượng Tọa Thích Quảng Thọ, thế danh Biện Văn Thánh, chánh đại diện Phật giáo tỉnh Hậu Nghĩa. Năm 1962, tôi bị nghi là nuôi cách mạng trong chùa, nên trung úy Tô Văn Hiến là hiệu trưởng huyện trưởng Đức Hòa thời đó mời tôi đến huyện Đức Hòa để hỏi tôi về số người tu sĩ quá đông ở chùa Thiền Tông Tấn Diệu, họ nghi là việc cộng ẩn trong chùa. Tôi có trình bày những vị tu sĩ trong chùa họ không muốn bị bắt lính nên họ đi tu, tôi là viện chủ tức chủ chùa này bắt buộc phải cho họ vào tu. Vì trong luật pháp có nêu rõ ràng người tu sĩ các tôn giáo được miễn đặc viên vào quân đội. Cũng may tôi nhờ người liên lạc với chú ba tôi là ông Nguyễn Văn Chấm, người có danh tiếng và thế lực nhất ở huyện Đức Hòa và tỉnh Hậu Nghĩa thời đó, cũng như em tôi là đại úy tuyên quý Phật giáo Thượng Tọa Thích Quảng Thọ, thế danh Biện Văn Khánh, chánh đại diện Phật giáo tỉnh Hậu Nghĩa. Hai người bỏ lãnh tôi nên tôi được trung úy Tô Văn Hiến thả ra. Nếu không có hai người này bảo lãnh, các thuộc hạ của trung úy Tô Văn Hiến hỏi tôi mãi việc nuôi các anh em chiến sĩ cách mạng ở trong chùa Thiền Tông Tấn Diệu này thế nào cũng bị lộ ra, hậu quả việc làm của tôi không thể nào lường trước hết được. 2. Nhà tôi ở Sài Gòn nuôi ba chiến sĩ cách mạng mà cậu bảy tôi gọi. Người thứ nhất Trần Văn Đạt là con của cậu chính tôi ở Trần Văn Lương ở xã Tân Mỹ, em ruột mẹ tôi. Người thứ hai Trần Thị Ánh Hồng cũng là con của cậu chính tôi. Người thứ ba Trần Văn Duyên, con của cậu út tôi là Trần Văn Phượng ở xã Tân Mỹ, cũng em ruột mẹ tôi. Sau ngày giải phóng, chú ba tôi Nguyễn Văn Chánh được Đảng và Nhà nước phân công đảm nhiệm giám đốc bến xe xa cảng miền Tây. Cậu bảy tôi là người là Trần Văn Trừ được Đảng và Nhà nước phân công đảm nhiệm giám đốc nhà in Phan Văn Mãn ở tỉnh Long An. Em Trần Văn Chuông công tác ở đài truyền hình tỉnh Long An. Thiếu tướng Lê Văn Thảo hiện là tư lệnh biên phòng Tây Nam. Còn tôi có nghề chữa và trồng răng nên ở nhà hành nghề tư, thường xuyên công tác cho hai mặt trận 479 và 779 do quân khu 7 chịu trách nhiệm. Ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi có công tác trong ngành mặt trận thành phố Hồ Chí Minh trên 30 năm nên được các bạn khen và giấy khen như sau. 1. Kỷ niệm chương của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 2. Rất nhiều bằng khen và giấy khen của mặt trận 479 và 779 cũng như thư của Ủy ban Nhân dân và các cấp của thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả giấy tờ này
Tôi có mô tô trình cho xã Tân Mỹ và huyện Đức Hòa. Lý do gì mà tôi phổ biến pháp môn thiền tâm này? Theo lời dạy của mẹ tôi, pháp môn thiền tâm học này rất khoa học thực tế, được xem là tinh hoa của đạo Phật. May mắn cho nước Việt Nam ta có hai phần. Một, có vị vua Trần Nhân Tông tu theo pháp môn thiền tâm này mà nhà vua đã lãnh hội được. Hai, nước Việt Nam ta là nước duy nhất trên thế giới có pháp môn thiền tâm của Đức Phật truyền siêu, dòng thiền tâm đã phổ biến tại đây. Vì vậy, tôi muốn cho nhân dân Việt Nam hay cũng biết pháp môn thiền tâm học này. Một, để nhân dân Việt Nam hiểu Đức Phật dạy đạo của sáu pháp môn. Hai, để nhân dân Việt Nam ai muốn tu theo pháp môn nào tùy. Ba, để nhân dân Việt Nam không mê tín dị đoan mà làm mất đi cái giá trị của con người Việt Nam. Để phổ biến pháp môn thiền tâm học này đúng với pháp luật nhà nước, nên tôi xuất bản một quyển sách nói về pháp môn thiền tâm do hai nhà xuất bản sau đây cấp phép. Một là nhà xuất bản Tôn Giáo thuộc Văn phòng Thủ tướng Chính phủ. Hai là nhà xuất bản Đạo Đức thuộc Hội Luật gia Việt Nam. Một, tôi xin công bố tập truyện ký của Đức Phật truyền theo dòng thiền tâm được chánh trì quyền và giáo hội cho phép. Hai, tôi đứng ra giải đáp pháp môn thiền tâm học này cũng được chính quyền và giáo hội Phật giáo cho phép. Nói tóm lại, tôi làm gì cũng đúng với luật pháp nhà nước quy định. Tôi xin kể tiểu sử chùa Thiền Tông Tân Diệu và phổ biến ra pháp môn thiền tâm học này để nhiều người biết. Vì hiện nay có nhiều người bảo: một, tập truyện ký của Đức Phật truyền theo dòng thiền tông là bị đặt. Hai, quyển Đức Vua Trần Nhân Tông dạy con cách giữ nước và tín ngưỡng là không có. Nếu vị nào nói vậy thì vị này khinh chê hai nhà xuất bản Tôn Giáo dạng đức vậy. Còn vị nào thắc mắc về hai quyển sách này, xin mời đến chùa Thiền Tông Tân Diệu vào các ngày Chủ Nhật. Chúng tôi xin tiếp đón và trả lời những thắc mắc của quý vị. Thay mặt ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu có 31 thành viên, viện chủ tức chủ chùa kiêm trưởng ban Điền Giang Sòng Giả Nguyễn Nhâm. Dạ, tôi xin mời. Đây là cái gian truân của Thiền Tông chứ không phải đơn giản. Nói ra đúng là tiêu tôi mà tôi không có cái nhiệm vụ này, tôi chết mất trong chiến tranh, mấy mươi năm chiến tranh. Tôi đã sanh ra, vừa lớn lên là bắt đầu chiến tranh rồi. Mà tôi sống cho tới qua hai cuộc chiến tranh của người Pháp và người Mỹ thì không phải đơn giản. Nếu mà tôi không có cái nhiệm vụ này, xin lỗi, tâm cái lớp học tôi đang gần tôi thấy không còn cái lứa tuổi thôi, không còn người nào có thể tên. Mà tôi có thể là người duy nhất, là chắc lẽ là tôi cũng chắc là lẽ là nhận cái chùa này tôi mới sống. Chứ nếu qua chùa này chắc tôi nó cũng bắn tôi mấy phát rồi, lần đó làm sao chạy khỏi lên. Cái từ đó thần đời Ngô Đình Diệm động viên đầu tiên mà tại sao cái có người là giúp tôi biểu tôi đi chỗ khác ở, thì Ngô Đình Diệm đầu tiên động viên là thần Ngô Đình Diệm đầu tiên. Thầy tôi biết là một nhiều cái nó hơn kỳ cục lắm. Rồi sao cụ đưa tôi vô làm những cái chuyện mà tôi thiệt chưa ai đã làm được. Nó mà né để qua khỏi cuộc chiến tranh, là tự nhiên tôi ra tôi làm cái này. Mà trong cái lúc đó, xin lỗi á, hồi xưa tôi nhớ là Phở Bình ở đường Yên Đỗ bây giờ chỉ nuôi có một ông mà nó quánh ra ba con đảo tới buồn con mắt luôn. Phở Bình ở đây một ông thôn kì, mà tôi là mấy chục người ở dưới nữa, mà từ mà chơi việc động thành mà cứ sao đó tôi gan, mới tôi biết tôi gan, chứ sự thật tôi biết, chứ sao biết, tôi làm cơ quan nhà nước tôi biết cái luật tôi biết, mà không biết rồi nó xui xiến sao, rồi tới khi mà tôi công bố nguyện ký rồi tôi giết cái này, người ta chửi tôi biết cái sao biết, nữa sao rồi cũng chửi rồi cũng giết, rồi tới bây giờ đã hoàn thành là công bố đồ chủ hóa rồi, bây giờ chuẩn bị loan ra, thì tôi cũng nói là thì cũng cũng mừng là bên chính quyền ủng hộ cái này tôi mới làm được, nếu ủng hộ không ủng hộ cái này thì chắc chắn. Bây giờ đầu tiên tôi nói thật ra là cái người ta đến trong này nó ghi tôi giống như cái gì mà Ngô Dừa Kỳ Lạ với Hồng Nghĩa đông quá đi. Tôi nói thật ra trong này tôi nói thật hai vị tình báo trung ương cho theo dõi được, sau cùng tôi tìm tiền luôn. Nó có đơn giản mà ở đây em nào biết nè, lên cái bài báo mà nó đăng cách là tôi xuống cũng biết bài báo, tôi trình cho xã Tân Mỹ với huyện Đức Hòa liền. Hay tôi cũng nói cái này là
ai đây biết hai cái bào báo trong đó có năm khủng khiếp lắm mà nó do chùa Tân Diệu, nhưng mà sau cùng người ta biết đây là người ta phá mình đó, phát kiểu đó, nó đưa gì mà vô chỗ chết đó. Có nghĩa là ta muốn dẹp cái chùa này bằng thủ đoạn nào người ta muốn dẹp, nói đơn giản mà. Nếu mà tôi không gan thì bây giờ mới nói nha, nếu tôi không gan chắc tôi không làm, mà không biết là đó là tôi ngu, gan ngu chứ sự thật hay chứ. Chứ nếu mà tôi có cái tưởng một cái là chắc chắn là tôi té liền. Tưởng tới cái cảnh mà bị khám phá như thế nào đây, nó bắt rồi nó trói tôi sao, nó đập tôi kiểu nào đây, thấy không? Nếu mà có cái tưởng hồi đó tại sao tôi không chạy, không chạy cái tưởng. Chứ nếu mà tôi tưởng thì chắc chắn tôi run tay liền, không dám. Chứ ở Sài Gòn nhiều nhiều người chỉ nuôi một cán bộ cách mạng mà bị phát hiện ra thôi thì tôi gọi là hồi xưa nó gọi là trung gì luôn, chứ không phải đơn giản thôi. Mà tôi thì nó đúng giờ tôi gặp, mà bây giờ nó còn người thật việc thật còn sống đàng hoàng thì có thể vừa rồi đó tôi cũng điện cho thiếu tướng Lê Văn Bảo, tôi nói xong nhậu về để công chú nó còn mắc bệnh đó là tính mẹ hồi đó đó. Ta lo mày rồi giờ cái mày quên phải không, đâu có đâu. Thì mình nói nắc kéo nó vui nó vậy thôi, chứ còn nó bây giờ bao nhiêu người, mấy chục người như anh Hai Bảnh giờ trụ trì cái chùa bên Củ Chi to thì to, biểu về không về, muốn về để tôi giao lại cho trụ trì tiếp thì không chịu, giờ cái chùa Bảnh lớn quá. Đó thì mình nói vấn đề ga cái này thì nó đúng là có cái đầu có đuôi. Thành ra cái chuyện này tôi, tất cả như này là tôi sẽ báo cáo hết từ giáo hội Trung ương đó, tôi phổ biến thiền tông bằng cái phương pháp này. Nếu mà bây giờ, nếu mà không đồng ý dẹp đi tôi, giờ tôi phổ biến xong rồi nó mới dẹp, và tôi nghĩ cho nó khỏe. Chỉ mấy ông tôi mong mấy ông kia là nói dẹp, tôi dẹp thì tôi ngủ, thì giao chùa cho rồi mấy ông có làm gì đó làm. Nhưng mà vừa rồi thì ông mày kia nó bỏ thân cố gắng giữ cái này nữa, người ta sẽ vô nhà vô để giữ cái buổi chiều tiền, tôi sẽ hứa chừng nào xong tới chị tôi sẽ mời vô giữ buổi chiều tiền cho biết rằng đạo Phật tinh hoa, cái đạo Phật là cái truyền cho pháp môn truyền tâm này mà nó có bài bản đàng hoàng, không phải là không có. Nhưng mà thế giới năm rồi thì có cái buổi truyền tiền công khai đã phát lên mạng rồi. Bây giờ người ta nói là cả cái Việt Nam không có cái nơi nào truyền thiền mà tại sao chùa Tân Diệu truyền bằng cách nào thì ta mới vô tận xem. Thì tôi mời thì ở ngoài bữa hôm mấy từ trước không biết là ai nói bảo là cái ông bổ của chùa Xá Lợi nó lên đây, tôi lên đây tôi đón, mà sao tới nay không thấy lên đó bán nhà chùa Xá Lợi tới lên có ban bệ tôi nó lên thì tôi tiếp riêng cho bao nhiêu người cũng được, không có tiền tôi đưa xe tôi đi. Hứa được cái rồi nay sao không thấy. Rồi thì thôi giờ tiếp tôi coi đây là nói về cái này gian khổ của cái chùa này. Chứ nếu mà con người mà không gian khổ không giữ được chùa này thì pháp môn này cũng không công bố được. Cái ngày mà tôi nói thật, cái ngày mà xây cái chùa gắn tu để thành Phật, trời ơi nó không đơn giản đâu. Chửi tôi nên cứ vào đầu không thành Phật. Tôi nói tôi không cạo đầu tôi mới tu thành Phật, chứ cạo đầu tôi thì sao tôi thành Phật được. Nếu tôi cạo đầu tôi thành quả thượng thì nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên là giáo thọ và kính bạch đại đức cùng quý bạn đồng tu hôm nay, trước thì năm mới là kính chúc giáo thọ được vô lượng an lạc, vô lượng sức khỏe. Kính chúc với trong đại chúng thì bạn đồng tu quốc thiền thì trước thiền năm mới mà thanh tâm từng an lạc. Sư cô cũng có, tại vì sư cô tu trong vật lý rất là dài thời gian, cho nên là cái sạch cái tính mà cái cách sinh hô thì cũng chưa có bỏ được. Tại vì 30 năm mà xin ý quý đại đức tăng ni là con, tại xin ý Phật tử đệ tử của mình là con, chứ cái chữ tôi là sư cô chưa có hành được cái chữ tôi, thành ra là cũng xin giáo thọ qua nghỉ. Mà bây giờ sư cô có hai câu hỏi. Cái thứ nhất là
trước khi mà sư cô đến cái chùa Thiền Tông Tân Diệu này thì thường ngày á, hành trì á, thì 30 năm rồi thì coi như là mấy cái thờ mà cúng tụng hàng ngày là không có cần hỏi mà chỉ làm không thôi. Nhưng mà cái buổi chiều lên đây xong rồi về đó là phi lại công phu á, không có nhớ được cái tựa của Lăng Nghiêm đó. Tự nhiên là quên luôn mà phải mà có nhớ thì cái đầu nó đau lên thì phải cầm cái bổn ra học đi xin giáo thọ giải thích cho con nghiệm được cái đó là về cái ảnh hưởng như cái gì về sau đó tiếp. Ý của sư cô nói là sư cô về chùa sau khi sư cô về nhà lên chùa xong rồi về nhà về về chùa của sư cô á, sư cô đọc kinh chú Lăng Nghiêm mà sư cô không nhớ được cái tên của chú Lăng Nghiêm luôn, mà sư cô mới lấy cái quyển kinh chú Lăng Thủ Lăng Nghiêm ra đọc á, thì sư cô bị nhức đầu. Thì sư cô hỏi sao sư cô lại bị cái hiện tượng như vậy. Tất nhiên là đọc chú Thủ Lăng Nghiêm không nhớ, phải không? Mà đọc cái bên Thiền Tông là nhức đầu. Dạ không phải. Giống như là sư cô là cố nhớ á, cố nhớ chứ không phải là cố nhớ. Cái kinh mình đọc á thì nó bị đau cái đầu. Thưa thầy, sư cô này nói á, coi như là hồi lúc á, chưa có về chùa Thiền Tông thì bình thường là ba mươi mấy năm á là đọc kinh thuộc phà phà luôn. Còn bây giờ lên Thiền Tông rồi về á, đọc kinh chú Lăng Nghiêm quên mất tiêu. Xong rồi lấy cuốn sách chú Lăng Nghiêm ra đọc. Còn nếu mà cố gắng nhớ học mấy sách á thì nhức đầu. Thì cái này là đương nhiên rồi. Đương nhiên rồi. Hồi xưa tất cả các bản thân thần chú là thần chú, mỗi cái chú có một thần ở dự. Thì bây giờ đưa này nhóc ở đống rồi, bây giờ đưa thì giờ đưa này vô rồi đọc rồi làm sao nhớ được. Bây giờ nó phá này, nó phá cái bộ nhớ cho mình đi. Không này nhóc thì làm sao nhớ cái này được. Đó là nguyên tắc. Thì thôi bây giờ chuyển nước á, nếu mà đã tu truyền tông thì không đừng có xài chú nữa. Cứ lên truyền tông cái nó cứ đọc hoài đi thì mấy chú chạy ra hết à, thì có giải thoát được. Chứ còn nếu mà tu Thiền Tông mà cứ nhớ chú hoài, khi chết rồi thì bỏ đó tích ông A Di Đà dẫn đi, nhưng mà quay trở lại thì thầy chủ dùng mà chứ không phải giờ thầy chủ thế giới luôn mà. Mình phải nguyên tắc vô đây rồi thì phải bỏ cái kia, đừng có nhớ gì hết. Đã tu rồi. Còn câu thứ hai á, câu thứ hai thì coi như á, hồi trước thì giống như sư cô là rất là muốn cả cái người tu hoặc là Phật tử đều tu hành về Phật giới hết. Nhưng mà sư cô cũng có phạm lỗi với lại giáo hội Phật giáo tỉnh Long An, cho nên là cũng có nhiều vị lớn định lên cũng như là gặp sư cô để nói chuyện. Nhưng mà sư cô rất là trong mà trong hòa thượng trưởng ban luôn á, chứ không phải là hòa thượng trưởng ban ở huyện Cần Giuộc, nhưng mà chưa có cái hội đó. Nhưng mà bây giờ cả huyện Cần Giuộc á chỉ có một cái chùa đây và Thiền Tông, thành ra là nhiều khi á hồi trước á đi tụng kinh á thì trong chiếu quý thầy chủ lễ mà từ hôm mà tết á ra là cứ đưa ngay sư cô chủ lễ mà quên đuổi chân đâu có bỏ đâu. Thường là mình tụng không mà đâu có cầm kinh mà đọc ào ào, bây giờ đưa tới chắc chắn rồi không nhớ cái gì để học hết. Mà bây giờ cả việc Cần Giuộc là chỉ có một mình sư cô đi theo bên này cũng rất là khổ tâm. Ở nhà thì không sao, nhưng mà khi mà người ta thỉnh mình đi á là cứ đưa cho mình chủ lễ, mà chủ lễ là phải có cái cuốn kinh mới đọc được chứ. Không, giờ hồi xưa thì không cần kinh tại vì sư cô tu bên vật lý cũng là gần 30 năm rồi, thành ra là nó quen cái tấm mà xưng hô. Cái thứ nhất á là xưng như cái thầy của sư cô là mình xưng bằng con, còn bí Phật tử á là mình xưng sư Phật tử bằng con. Chứ cái của tôi á, cái xưng bằng tôi nó kỳ lắm, thành ra là cái câu đó lâu rồi không có xưng được. Rồi xin giáo phận quan điểm thì giải cho sư cô bây giờ bằng cách nào mà để mà như vậy có phạm không ạ, có phạm luật gì không? Thôi bây giờ đó, giờ cái tu bên nào bên thôi. Nếu mà kêu bằng
ở giáo hội thì thôi tu theo giáo hội. Bởi vì tôi nói tại sao mà cái chùa này tất cả những vị mà tu sĩ vô đây không được cấp giấy. Nếu cấp giấy mới vi phạm bên giáo hội. Tất cả những vị mà tu sĩ là hoàn toàn không cấp giấy chỉ thiền tâm, chứ đừng có nói truyền thiền, nên nhớ một điều. Bởi vì thành ra thiền tâm với Đức Phật bảo đó, là những người tu vật lý không được dạy người ta cái này. Trừ trường hợp tôi còn nhớ một vị ở Rạch Giá đó. Khi mà thọ giới rồi, tôi năn nỉ về, tôi bảo là phải cái vị hòa thượng nào mà thọ giới đó, thì phải xác nhận xả giới cho nên tôi cấp giới chỉ thôi. Hãy ngang như cái gì đó thì làm dưới, về dưới ta làm đàm bàn giấy tờ lên thì cấp. Thì còn nên là còn cô thì nên nhớ là một điều, giờ bây giờ có ai biết Thích Minh Tánh ở ở Long Xuyên không? Giờ đuổi ra khỏi chùa rồi, rồi bây giờ làm cái gì giờ đấy? Tức quản lý chùa ăn bấm hết rồi bây giờ đuổi ra chùa làm gì đây, làm sao kiếm tiền đây? Phải hiểu cái này. Còn nếu mình tu âm thầm thì có nói gì ra đâu, nếu âm thầm thì mình quên thì đáng chịu. Chứ bây giờ chú đã vô đầy đầu mình rồi, giờ đưa cái này vô là mấy ông thần sống rộn liền. Sống rộn làm sao đọc nhớ được, thì xin lỗi. Hồi đó đọc chạy ro ro chứ giờ một chữ cũng không nhớ, chứ đừng có nói. Đỡ quên. Thì cái nguyên tắc vật lý là vậy. Thầy quá không nhớ luôn, thầy quá không nhớ. Thì cái đây là nó là cực dương kia, nó là âm. Hồi xưa mình đưa vô để nhóc rồi, thì bây giờ đưa vô để nhóc rồi, giờ đọc gì giờ nhớ. Vừa mở miệng ra là nhớ chạy hết. Bây giờ này vô bắt đầu nó chặn ra, nó đắp mồ giống như xe mà xe đường nó không cho mình chạy, nó đắp cái mồ nó không cho xe chạy. Nó là nguyên tắc nó vậy. Thành ra tu thiền tông rồi thì phải bỏ buông cái kia, còn buông không được thì thâu theo bên kia. À, bây giờ ông Thích Minh Tánh mới điện thoại, ông nói kiểu đuổi ra khỏi chùa rồi. Sư con cũng sắp đuổi ra khỏi chùa đó, mà từ đây hẹn từ đây ra qua Tết là chắc đuổi ra khỏi chùa đó. Nhưng mà chén cõi ta bà này cũng không có muốn về cõi Phật A Di Đà rồi trở lại đây nữa, rất là sợ ở chỗ này. Nên không muốn trở lại nữa. Dạ, có vị nào đặt thêm câu hỏi thì viên chủ giải đáp tiếp ạ. Dạ thưa thầy, lúc mà mình trung âm thân mình vào trung tâm vận hành linh hồn ra vào đó thì trung âm thân của mình nhìn thấy một cái điểm sáng và nhìn cái điểm sáng đó để gây. Vậy cái điểm sáng đó là do cái khối công đức của mình phát ra hay là do một vị Phật hiện thân thành ánh sáng dẫn mình về ạ? Khi mình vô trung tâm vận hành đó là cái trung âm thân mình đó là nó sáng, giống như mình ngồi trên chiếc thuyền sáng này, hoặc là trên cái sao sáng này, nó đi. Mà cái sao sáng nó đi, nó còn phải có cái sao ở đằng trước dẫn mình đi, đi theo cái điểm đó, rơi mà rơi dưới tính cách mình thấy nó là rơi chứ đừng có kéo lên nè, kéo lên nó sai. Bởi vì nó rơi, nó hai cái lực đàng hoàng, cái lực mà nghe mình bay lên không đúng là hưởng phước dương đó. Mà cái lớp mình bị rơi mình biết, cái đó là ai có rơi thì tự động người ta biết. Cái điểm mà mình ngồi, trong cái giống như là cái xe sáng hay chiếc tàu sáng này. Còn cái điểm đằng trước là cái hoa tiêu nó dẫn mình đi, cái đó là do một vị Phật dẫn mình đi. Trở về trung tâm vận hành mới là phải hiểu cái này, phải phân định được cái vấn đề này. Còn không tu cả đời rồi không biết cái này, theo thần vô làm lính ổng luôn, thấy không? Không hiểu cái này rồi, con hiểu không? Không hiểu hỏi tiếp. Khi trung âm thân mình mà vượt qua được cái cửa hải triều dương của trái đất mà bắt đầu rơi á, thì mình đã bảo đảm 100% được về bất giới chưa thầy? Nếu mình ngồi trong cái trung âm thân sáng á, thì có điểm sáng thì chắc chắn 100% về được. Khi đi rơi là hoàn toàn không thấy gì nữa, còn mới bắt đầu mới thoát ra ngoài trái đất, một mình lên hai là xuống, nhưng mà mình thấy dòng tộc không coi chừng. Trong cái này là trong cái này, nếu mình thấy dòng tộc mình theo là mình chắc chắn không được. Còn nếu mình bị rơi, vừa thấy rơi mà không thấy gì, vừa thấy rơi mà điểm sáng xuất hiện là chắc chắn 100% về được. Còn nếu rơi
mà không có điểm sáng, phải không? Phật cũng dẫn mình đi coi chừng quay chút xíu đảo ngược lại, nó quay ngược lại thì nhất hoặc là thấy ông Phật thấy cũng bị chết luôn, thấy ông Phật dẫn đi cũng chết luôn. Khi nào mình về tới trung tâm vận hành luân hồi, Phật nhãn mở ra thì mới thấy được cái ông Phật ngày xưa dở mà vô, thì vô trung tâm vận hành Phật nhãn mở ra thì mới thấy ông Phật kia, có nghĩa là Phật nhãn mở ra mới chắc ăn. Còn nếu mà trong trung trung mà theo trung quán thông mà mở thấy là gọi là thấy Phật còn tánh, còn nó còn nằm siêu qua cái vô vọng tánh người, thành ra không có chắc. Phải nhớ cái chỗ này nè, thì phải hiểu cái vấn đề mà, bởi vì đọc lại cái lời dặn dò đó thì coi cho kỹ cái phần này, còn nếu không cần kiếm nó lạc cái chỗ này thì cái chỗ này cũng nên hỏi hỏi cho sâu sắc rồi trả lời thì phải nhớ cho kỹ rồi phải. Dạ thưa bác, mới cho con hỏi là như cái nguyên tắc là cái lời dặn dò dành cho người mà bí mật thiền tông để về Phật giới, cái công thức đó, thì hiện tại con và những người ở đây họ chỉ hiểu trên văn tự thôi, tức là họ chưa từng trải qua cái cảnh đó. Có nghĩa là thí dụ như giờ bác nói là cái cầu đó rất là nguy hiểm, rồi tụi con chỉ nghe lời kể của bác là cái cầu đó nguy hiểm, chứ tụi con chưa từng bước lên cầu, là chưa từng thấy cái cầu đó. Nhưng mà cái quan trọng của cái thiền tông này á, là nó chỉ có một phút cuối cuộc đời thôi. Nếu mà mình bước sai qua cái cầu đó, mà bước sai là mình té xuống cầu, là mình không thể nào bước lên cầu được lần thứ hai, phải đợi khoảng 10.000 năm sau mới gặp lại. Thì ở đây con có cái ý kiến á, có nghĩa là có một cái đề xuất là có thể là dùng một cái hình ảnh, có thể là hình ảnh hay là một cái tranh vẽ gì đó để diễn tả lại cái công đoạn mà từ lúc cái tánh người, tánh Phật á, mình nó thành chung bóng thân cho đến cái lúc nó trở về Phật giới, có thể cho cái người con như những gì ở đây nhìn thấy và biết, có thể là cái xác suất tỷ lệ là sau này nó sẽ giống như vậy. Chứ ở đây tôi thấy là đa số con và những người ở đây họ chỉ hiểu trên văn tự thôi, chứ chưa từng trải qua. Thì cũng có người cũng tâm sự với con đó là cái công thức thì mình biết rồi đó, nhưng mà lỡ sau này mình chết rồi cái cảnh nó ra không giống như mình tưởng. Tại vì ở đây mình khi mình nghe cái giải công thức thì mình sẽ tưởng là cái khung nó sẽ xảy ra với mình như vậy, nhưng tới lúc mình chết mình làm chung bóng thân rồi thì cái khung cảnh nó lại thay đổi, thì lúc đó mình không biết xử lý như thế nào. Thì cái đề xuất của con là muốn nói là cái cách, cái công thức giải thoát đó, có thể biểu hiện qua hình ảnh hay là qua bất cứ một cái phương tiện nào ngoài cái văn tự hay không. Dạ xin bác nghe. Dạ cái này là nói đúng ra Đức Phật không cho dạy đâu, nhưng mà sở dĩ mình nói cái này là một do mà mình ngạo ngượng ngạo mà nói. Thì trong vòng mấy tháng tới, khi mà cái thiền tông này được phổ truyền rộng ra thì nó sẽ có cái phim 3D ta hướng dẫn mình đi, chỉ cần hình ảnh 3D mới dạy được cái này thôi. Mà cái này hình ảnh là do một người khác làm, chứ tôi không được quyền nói cái này. Nhưng mà tôi kiếm gì tôi nói cho tất cả cái đường về Phật giới cho nói thôi. Thì cái này gọi là mình né, gọi là né luật đó, lách luật đó. Chứ một người đứng ra không được quyền nói cái này, mà chỉ nói trong cái dạng dặn dò thôi. Còn vấn đề hình ảnh là do một người khác, tôi đã âm thầm là tôi cho làm, nhưng mà tôi sẽ điều chỉnh cho. Chứ sự thật tôi không nói. Nếu bây giờ nếu Phật có bắt lỗi tôi đâu có nói, nó hỏi tôi chỉ đường thôi, chứ tôi đâu có làm đâu. Tôi đâu phải đơn giản đâu. Nếu mà tôi đứng ra tôi nói là tôi vi phạm không được. Bởi vì nguyên tắc là một người công bố quyền ký ra và phổ biến chỉnh quá là phải thẩm liệt. Mà bây giờ đến tôi thì cũng bây giờ nó cũng đang cái vấn đề có nhiều vị chưa có hiểu thông, để tôi cố gắng lại. Chứ nếu nguyên tắc là tôi ảnh phải có một người thế tôi liền để tiếp nối cái này. Nay tôi ông tôi còn khoảng chừng rồi tháng nữa mới bằng Tổ Thích Ca đó, đều coi chừng. Ông dẫn tôi đi về lúc nào tôi không biết. Tại sao bây giờ cũng phải cố gắng thì tôi ráng tôi cố gắng. Thì có thể xin ông thêm được tuổi không? Ông được tuổi thì ông muốn dẫn tôi đi lúc nào tôi đi. Tôi theo ổng chứ, mà ổng không dẫn tôi về, tôi không biết đường tôi về. Tôi chỉ người ta được mà tôi không biết đường đi. Thì bây giờ là nguyên tắc mà, nếu ổng không dẫn tôi chắc tôi cũng đi. Thì tôi quay một cái vòng nữa, không biết tôi đi đâu. Giờ hỏi tiếp đi.
Dạ, bác cho con hỏi, tại vì con hỏi cái ý này là tại vì con biết đó, tất cả những người tu thiền tông đó, thì cái bước quan trọng nhất là cái giai đoạn mà thành trụ bóng thân để rơi vào trung tâm chuyển hành luân hồi. Thì cũng như con và nhiều người ở đây đó, họ thì không hiểu được cái vấn đề đó, họ chỉ hiểu qua văn tự thôi. Thì ý con hỏi bác là sau này cái phim 3D đó khi mà phổ ra vậy đó, thì con và những người ở đây và những người thế hệ sau, họ nhìn vào cái phim 3D đó là họ có nghĩa là ý con nói cái phim 3D nó có diễn đạt được tới 90% cái cảnh thật sự mà khi tụi con thành chú bóng thân tụi con thấy hay không, và tụi con áp dụng được cái phim 3D và tụi con tư duy á, tụi con suy nghĩ á, thì nó có chắc chắn là tụi con trở về được không? Dạ. Giống như trường hợp á, mà ông thầy ông giảng ra một cái đề tài gì đó, 100 người thì 100 người hiểu khác nhau. Làm sao mà giống được, tùy theo cái tần số của mọi người và từ theo gọi là cái củ phẩm của mỗi người đó. Ví dụ anh đó chỉ số thông minh 100% thì thấy biết liền, còn cái chỉ số thông minh 60% làm sao bằng. Cái tập quyền ký này công bố ra, tại sao có người họ hiểu rất rõ, người đồng hoài họ không hiểu, thì cũng quy ký vậy thôi chứ đâu có chặt chữ nào đâu. Là do cái nghiệp của mình, do cái lực che phủ nghiệp của mình. Thì cái phần phim 3D này cũng vậy, nó đưa ra là ta diễn tả cuộc đời của một con người vào thế giới này và luân hồi trở về Phật giới. Nó ta chỉ cho rõ mà, còn chuyện mình tiếp thu là do mình, không có nói được. Thì bởi vì tôi nói có nhiều người tại sao đọc có người một câu người ta thuộc liền, có người đọc 100 lần không thuộc. Đó là do cái lực của mình, do cái gọi là cái, nói theo nhà Phật gọi là cái nghiệp của mình. Nó dày quá thì đọc hoài nó không thuộc, còn mà nó mỏng, đọc đọc biết liền à, thì còn phải cái này thì chưa có nắm được cái nguyên tắc của cái nhân quả. Nếu mà con người mà chỉ số thông minh 10/10, học 1 biết 10, còn chỉ số thông minh 4/10, học 10 biết 1, thấy không? Rồi thỏa mãn chưa? Rồi học đi. À, vậy như bác nói như vậy á, thì cái thiền tông này mà Đức Phật có nói là 100 người được truyền bí mật thiền tông thì có may ra chỉ có 5 người về được, thì có phải là 95 người đó là do cái nghiệp của họ, do cái nghiệp thức của họ không thể tiếp thu được pháp môn thiền tông này, hoặc là họ đã tiếp thu nhưng mà họ vì cái nghiệp lực trên thế giới này nặng quá họ không đi được nữa. Dạ, xin bác giải thích cho con. Cái pháp môn thiền tông này khi bất cứ ai được truyền thiền rồi, ai được nghe bài dặn dò đều giống như nhau, công đức giống như nhau, nhưng mà công đức của mình có sáng là công do cái chuyện này này. Bây giờ tại sao cái người mà công đức bị vô đen, nó chết là chết cái chỗ bệnh vô đen này, chấp ngã chấp ta đồ bỏng sẻn này kia đủ chuyện trong đây, vô thiền tông đừng có bỏng sẻn gì ta hết đi, ai không biết ráng giúp người ta. Có nhiều người chấp, bởi vì tại sao tôi nói sao lại chấp ngã, ông bố thí mà ông chấp ngã thì làm sao ông hiểu. Rồi bây giờ người tu thiền tông cũng vậy, tại sao người hai người có một điểm công đức giống như nhau mà tại sao người sáng người không sáng? Người không sáng là tại vì ta chấp ngã, ta đem cái ta này nó xài ra nhiều quá. Cái ta ngày thì cái ta là gì, nó làm nó hôi chứ đen cái công đức của mình, phải hiểu cái chỗ này. Chứ còn nếu mà không có cái ta thì nó mới sẽ ai cũng như ai. Mà tại cái này là gì, cái ta đó là gì, là gì? Cái ngã chấp của mình nó hôi, là cái nghiệp của mình nó nằm ở trong đó mới không hiểu được. Thì để cố gắng một cái là vô đây thì nên nhớ là mình tạo công đức một cách trong sáng và giúp đỡ mọi người, đừng yếm ai đó. Có nhiều người tạo công đức mà còn yếm người ta nữa, đừng giành dân nữa thì tao thua luôn. Tôi thấy có nhiều người, hai người cũng giống như con với anh này, hai người muốn truyền bí mật thiền tông, hai người giành lộn nhau là sao? Hai người không ai có. Đó là do cái tánh của một con người nó vậy, phải bỏ này đi. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, ở cái phần mà công đức bôi đen á, thì bác nói nhiều lần thì con cũng có hiểu một phần.
Nhưng mà có nhiều cái thắc mắc đó, ví dụ như con và mọi người ở đây đều biết cách tạo công đức là nói cho người khác giác ngộ và giải thoát. Nhưng mà bây giờ công đức bôi đen nó có nhiều cái vấn đề xuất hiện ở cái tôi, thì con xin đề nghị là sau này có một cái dẫn dụ hay là một cái khuyên để nhiều đặt ra nhiều vấn đề, nhiều trường hợp để cái người tu thiền tông mà tránh lọt vào một trong những vấn đề. Ví dụ nó có 10 cái vấn đề là nếu anh làm trúng vào 10 cái vấn đề đó thì công đức sẽ bị bôi đen. Thì con đề nghị con cũng xin được phép là có thể là có một cái gì đó tương tự như vậy để ngồi biết mà tránh chắc không bị gì nữa. Dạ. Ông Phật còn không giúp được mà sao tôi giúp được? Có nghĩa là ta giải thích cho mình nghe đó, rồi mình tự mình làm. Chứ còn bây giờ hứa tôi này tôi kia làm, nhưng mà rồi thôi, tánh nào tật lấy, hung dữ dẫn hương chỉ, bổn sẽ dẫn bổn sẽ. Cái đó là do cái nghiệp của mình, làm sao giải đâu. Ông Phật còn không giải nổi mà. Ông Phật chỉ thôi, đừng có bổn sẽ, đừng có chỉ kỹ, đừng có tham lam, bỏ cái ta đi thì nó sẽ bỏ cái ta là buông á, buông tất cả thì công đức tạo một của sáng một, giống như cái bóng đèn led vậy, ha, dù nó không bôi nó vẫn sáng, còn hơn nữa cái bóng đèn 100 watt nó bôi nó cũng không sáng nữa. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Chứ bây giờ con biểu là giúp đỡ sao? Đây chỉ nói, mà nói thật cái thời buổi này thì tôi mới qua dám đứng ra nói thôi, chứ còn nếu mà biểu nói thêm một cái gì thì không nói được. Bởi vì cái này là quá mức rồi, chưa từ xưa tới giờ chưa có ai mà dám đứng ra công khai mà nói cái chuyện này hết rồi. Nên nhớ chứ, người ta học cao cỡ nào mà không dám nói, ta có chức cỡ cao cái nào ta không dám nói. Bây giờ mình nói bên này là gọi là phá lệ luôn. Có đúng là khi tôi công bố người ký là chủ quá là tôi ảnh liền nó thật. Nhưng mà bây giờ nhiệm vụ chưa xong thì tôi phải ráng thêm một thời gian nữa, bây giờ cố gắng. Chứ còn nếu mà cái chùa Thiền Tông Đơn Diệu nó không tồn tại được thì nên nhớ rằng về sau không ai nói được, rồi chùa này chỉ là cái di tích thôi, không ai tới đâu. Thì là tôi cố gắng tôi lưu lại tất cả những cái bản, về sau tôi cũng nói thì trong cái bản đã chỉ cho mình rồi thì cố gắng thôi. Chứ là ngày xưa dòng dạo phẩm nói vậy rồi ông đi rồi, ông đi rồi bây giờ sao? Thì có người nói, bây giờ ta nói thì ráng cố gắng nghe đi. Sách vở ta để lại hết rồi đó, tất cả những cái sách vở mà tái bản sau thì bắt đầu ta nâng cấp lên hết. Hồi xưa bị nhà xuất bản á, nói ra nó gạt, nó bỏ bớt đi. Rồi bây giờ thì mình cũng, ta cũng hiểu mình rồi, thì nói ra người ta cũng châm chế người ta để. Thì mà mình phải cố gắng chứ đừng có mong nó móc cái gì của cái pháp người đó. Người ta đã nói hết cho mình, là do mình thôi. Cố gắng, đừng có chấp ta, chấp ngã, đừng có bỏng sẻ, đừng có tham lam, đừng đố kỵ, xong. Là công đức tạo bằng cái đó thì rất tốt. Nên nhớ một điều, cái đó là do mình thôi, chứ còn không có, ông Phật còn không giải quyết được. Thì còn làm sao mà con người, đây là người chùa là người thừa hành để nói ra thôi. Bởi vì tôi nói là chưa chỉ là một pháp môn riêng của cái Thiền Tông này thôi, chứ không có quyền uy gì trong này hết. Nếu tôi mà có bỏ vẻ tôi này tôi kia thì coi chừng nha, cái mạng tôi ra rồi, ông chưa về tới già đó, nó sẽ tới kia nó đụng danh sáng luôn đó. Rồi đó, tiếp đi. Chú cho con hỏi một câu theo bây giờ tất cả anh em mà huynh đệ của chúng con ngồi đây là tu theo Thiền Tông và được chìm bí mật Thiền Tông, thì chẳng qua theo cái thấy của mình thì mình nhìn anh em cũng có là tạo được cái công đức, cái đó là theo nhìn thấy á chú. Rồi bây giờ lúc mà khi sắp mất cái thân này á chú, là coi như là trong một cái gia đình hay là mấy người tu Thiền Tông á chú, là coi như có thể là mình sắp giờ mất lâm chung giờ phút cuối cùng đó, là theo con muốn hỏi chú là ở người nhà của mình có cần là khai thị hay là nhắc nhở đối với người sắp mà hơi thở cuối cùng, thì con muốn hỏi chú cũng như hồi giờ phút mà thiếm mất chú cũng theo dõi thiếm từ phút cuối cùng
Thì theo con muốn hỏi chú là tất cả anh em các huynh đệ con mà trong gia đình có nhiều người tu thiền tâm, mà lúc làm chung là có nên là mình nhắc nhở cái gì không chú? Con hỏi có bao nhiêu nữa? Bây giờ đó thì nó đúng ra cái nhiệm vụ của thím nó không phải đơn giản đâu. Thiền tông ra đời mỗi có một người dẫn về Phật giới phải hy sinh cái này, chứ không phải đơn giản đâu. Thì có tôi đây tôi nhắc nhở, nhưng mà điều tôi đã nói trước nhiều lần chứ không đâu. Nhưng mà khi mà bây giờ rất nhiều người tu thiền tông mà tôi đâu có thể đến gần mà tôi nhắc nhở được, mà tôi sẽ đi trước mấy người chứ tôi đâu có đi sau đâu, làm sao tôi nhắc nhở, thấy không? Mà nếu có nhắc nhở sống đây tôi đi Cà Mau nổi hơn, ngồi xe có tiếng hồ đau lưng rồi làm sao đi xa nổi. Thế giờ phải tự mình cố gắng về chùa học hỏi những cái gì thì tự mình, bởi vì ông Phật nói sao, đốt đuốc lên mà đi. Mình không chịu đốt đuốc, mình có cái đuốc mà mình không chịu đốt làm sao? Hoặc là mình đốt mà mình đem mình xuống nước làm sao? Làm rồi nó cháy được. Nó là nguyên tắc vậy. Thì trong này Đức Phật nói là đốt đuốc lên là đi. Cái đuốc phải cho sáng. Cái đuốc là nó là cái công đức giống như cục vàng rồi đó. Mà cái cục vàng, cái công đức đen thùi nó không sáng, nó phát ra lần thanh. Cái đó là tự mình cố gắng. Thắc mắc cái gì hỏi từ ly từ tí tôi nói, tôi còn ngồi đây tôi nói thì tôi cố gắng tôi nói cho nghe. Chứ sao cùng cũng phải là nói, ông Phật bảo là phải tự thắp đuốc lên mà đi, nhưng mà phải mồi đuốc từ chánh pháp của Như Lai. Chánh pháp Như Lai là gì? Là thiền tông đó. Chứ còn cúng tụng không có chánh pháp được, ông Phật không có dạy cái này. Ngồi thiền ông Phật không có dạy cái này. Thế là ngồi thiền là tại vì ông, cái nhiệm vụ ổng nói là phải làm như vậy để cho người ta quy tụ đến để học cái đạo của ổng thôi. Chứ đầu tiên ổng không ngồi thiền mà không ai tới đâu. Ngồi đó nói, ngồi gốc cây mà ổng ngồi thiền là nó ổng nói xàm. Thấy không? Ổng phải ngồi thiền rồi ổng dù cái thuật phóng hào quang ra. Ừ, trên ba đó ta ngộ đạo rồi, ta tuyên bố ta ngộ đạo rồi thì người ta mới tới. Chứ ổng nói xin ổng ngồi ra đó. Bởi vì thành ra tại sao ta chửi cái chùa Tân Diệu không có cạo đầu rồi đạp được nói chuyện, nói chuyện giải thoát. Lúc nay tôi cạo đầu ngày nào tôi cũng cạo, mà tôi cạo tôi giải thoát không đổi rồi ngồi đó để tóc nguyên mà ở đó giải thoát. Đó người ta không hiểu cái này. Thì bây giờ thiền tâm đã phân tích rồi, cái nào là cũng vật lý, cái nào là luân hồi, cái nào giải thoát. Thì mình cố gắng học cái này, nhưng mà một điều công đức phải cho sang. Cái này là lặp đi lặp lại nhiều lần, công đức phải sáng. Còn công đức không sáng rồi tôi cho tạo 1 triệu cái công đức đi nữa. Giống như mà 1 chỉ vàng vẫn sáng nha, mà 1 ký vàng mà nó đen, không biết cái cục đó cục gì, không dùng đi. Mà phải ban đi, cái chừng nào mà mình phải tạo công đức mới, được cái cục đó đem về trung tâm vận hành luân hồi. Điện từ âm dương nó mới mã hóa ra, điện dương về dương, điện âm về âm thì công đức nó mới sáng được. Mà cái đó là tự mình mang đi à, chứ không phải ông Phật ông mang đâu. Bây giờ mình viết bao đen thì bây giờ từ đây mình tạo một cách trong sáng để chi? Mà mang cái cục đen này đi tới cục đó nhúng vô nó sáng ra thì nó mới có đem về bển mới sử dụng được. Còn nếu mà mình không chịu cái này là mình chết. Thứ nhất thì nên nhớ được có cái chấp ngã, bỏ cái ta đi. Nếu ai mà tu thiền tâm mà cứ bẩm cái ta thì rồi thôi, đừng có tu nó công ngủ. Làm nội ở nhà đi, đừng tu chi cho nó không. Đi cả cuộc đời đi kiếm tiền giải thoát, giờ ta chỉ giải thoát rồi mà cũng không thèm bỏ cái theo cái kiểu thói vật lý, theo cái thợ cái kiểu gọi là thướng cấp dây lớp của vật lý thôi. Là cái đó là nguyên tắc nhân quả nó làm ở trong cái này. Trong trọng cái nhân quả là chuyện thế cấp vật lý. Mình cố gắng bỏ cái này để chỉ cho nó thoát ra. Thì bây giờ thì tôi cố gắng chứ sao giờ tự mình. Chứ giờ tôi thì có gì thì đi trước. Ở đây ai lớn hơn tôi đâu, tôi phải đi trước. Mà tôi có nhiệm vụ mà tôi rớt là bậy bạ nó xàm xàm chứ. Rồi kia nó đẩy tôi đi vô đuôi cây luôn á. Rồi cứ hỏi tiếp đi.
Dạ thưa thầy, cho con hỏi một câu là nếu như mình là con cái mà tu thiền tông mà gia đình chỉ biết mình đi chùa thôi, không hiểu gì pháp môn thiền tông, nếu như lỡ nhưng mà mình chết á, rồi người nhà mình không biết mà rước mấy cái thầy mà vật lý lại cúng tụng cho mình thì có ảnh hưởng gì đến cái con đường về Phật giới không thưa thầy? Nếu mình tu thiền tông rồi có công đức rồi mình đi rồi ở đâu cũng cúng, làm gì cúng kệ ta. Sợ nhất cái cúng mà ông thầy lại vui quá, tụng kinh hay quá, trả lời nghe rồi theo ổng. Chắc mình có rồi, thì thốt ra một cái rồi mình đi đâu hả, muốn làm gì là muốn làm trâu, làm bò, cúng tế thần chỉ vô ta. Ta trả cái nghiệp ai thấy lo. Giống như con á, bước lên máy bay rồi con đi qua nước khác ở đây muốn làm gì là. Thấy không? Chứ đâu, còn nếu mà con không chịu, con không chịu bước lên máy bay, trả lời dồn phải làm gì đây, rồi mời vô nhậu, nhậu luôn là dính tới con. Dạ, cho con hỏi câu cuối cùng là con đọc kinh Duyên Ba Cật á, ngày Xá Lợi Phất nói cái cõi Nam Diên Bồ Đề này là cái cõi Ô Uế, thì Đức Phật có ấn cái bàn chân của mình xuống thì cõi Nam Diên Bồ Đề biến thành một cái cõi Phật thanh tịnh như các cõi Phật khác. Vậy cái cõi Phật mà trong kinh Duyên Ba Cật nói là giống như cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà hay là giống như Phật giới thưa thầy? Phải hiểu nguyên tắc cái tam giới này nè. Trái đất, con người sống trái đất là chịu trách nhiệm sử dụng cái tưởng để đi luân hồi. Còn cái chổi tịnh độ là của A Di Đà, ông bỏ gì? Ông bỏ công đức, ông bỏ phước đức ra, ông mua, ông thạo ra cái cõi A Di Đà. Giống như ở thế gian này đó, con có tiền nhiều á, con mua một mảnh đất ở đâu á, con tạo cái công viên. Ha, con không ở đó đâu. Con dùng máy quan sát, con ngồi đó con quan sát ở nhà, giống như là mấy ông cảnh sát giao thông đó, ông theo dõi trên màn hình đó. Thì ông ấy là cũng vậy, ngạo bên Phật giới ông nhìn thấy lên đó là cái nơi để mà hưởng thụ về sung sướng, vui tươi, thanh tịnh, hiểu cái nguyên tắc đó. Nhưng mà trong một tháng ông có một ngày ông phân thân tới ấn định lên cái lịch rằng ngày đó tôi giảng đạo giải thoát đó. Phần thơ nó ông giảng, chứ không phải ông đứng ra ông giảng đâu. Ông phân tích ông giảng đó. Nên nhớ là vậy, tại sao mà một vị Phật làm được vậy? Một vị Phật toàn năng, toàn giác. Chữ toàn giác là biết tất cả, toàn năng là làm được tất cả. Làm cái gì? Muốn Phật nhỏ tôi hiểu Phật nhỏ, muốn Phật to tôi hiểu Phật to, muốn hiểu cái gì tôi hiểu cái đấy. Muốn đó là gọi là cái toàn năng, cái lực đó. Muốn làm Thượng Đế ông vẫn làm được, ông vẫn hiện ông Thượng Đế được, là toàn năng của công Phật, chỉ Phật là vậy. Muốn làm thần chủ thế giới hiện thần chủ liền, đó là gọi là hình bóng toàn năng thôi. Mình sẽ hiểu cái toàn năng. Bởi vì tại sao mà trong kinh nói là Đức Phật thành A La Hán, ông toàn năng là ông làm gì cũng được, thành chuyện A La Hán là chuyện nhỏ đối với ông thôi. Ông là Thượng Đế, ông quá thật được, ông quá thật, thật còn được, không chi được cái chuyện mà Thượng Đế hoặc là A-la-hán là chuyện nhỏ thôi. Phải hiểu nguyên tắc, một vị Phật toàn năng là làm được tất cả. Là Phật cũng được, là thần cũng được, là ma cũng được, là Bồ Tát cũng được, là toàn năng. Cái chỗ này phải hiểu cái nguyên tắc này. Sống tu theo thiền tông phải hiểu cho rõ cái phần này. Chứ đừng, bây giờ nếu mà cái này tôi không nói thì chưa ai biết. Chỉ biết toàn giác thôi, chứ toàn năng chưa biết. Tưởng năng là tưởng, tưởng đâu này kia đó, chứ mà thực thật là muốn hiểu cái gì cho thấy. Thành ra trong kinh thường nói Đức Phật A Di Đà, Thích Ca Nhận là một ông. Cái ông gì? Ông A-la-hán. Nó là ông toàn năng là ông cái hồi mà ông tu ở đây rất đẹp nha. Tu A-la-hán được, chuyện đâu với ông là nhỏ thôi. Là toàn năng làm được là vậy, mình phải hiểu này. Chứ không phải là Đức Phật là A-la-hán, ông tu thành A-la-hán được, nhưng mà ông thực hiện cho, bởi vì ông đã thành Phật từ ở trên cái cõi trời kia rồi, cõi trời đâu xuất rồi, xuống đây ông có thực hiện chứ, để ông dụ tất cả người vật lý lên để ông dạy cái này, dạy để thành lập giáo đoàn. Nhưng mà suốt thời gian ông không có dạy giải thoát, mà cái giải thoát này phải truyền đi theo diện truyền tâm.
để tới khi long nữ nhận được tật quỳ ký mới dạy ra. Mà trong kinh diệu pháp đi qua mấy ông thầy ông dịch sai chỗ này nè. Trong kinh diệu pháp liên qua phẩm Đề Bà Đạt Đa 12 có nói là khi nào Như Lai quăng cái hạt minh châu ra, một người nào nhận được cái hạt minh châu này trình cho Như Lai xem, Như Lai sọ ký cho người đó gọi là long nữ giải thành Phật. Bây giờ nó mới ẩn hiện, nó ẩn ra cái chuyện này. Có nghĩa là ngày xưa cũng một người quăng ra, người nữ đó nhận được. Thì nói là chính cái bà này hồi xưa là quăng vào cái châu của bà này mới nhận được. Thì người này mới luân hồi cho đến tới khi nào ở đất rồng, nước rồng, đất rồng có người nữ dạy cái này, chính người đó là người long nữ ngày xưa đó. Đó thì trong về đọc là kinh kể cái phẩm 12 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Không phải vậy, Như Lai quăng cái hạt minh châu ra, một người nào nhận được trình Như Lai xem, Như Lai sẽ thọ ký rằng đến đời mạt pháp long nữ ở đất rồng giải thành Phật, chính là thọ ký cho cái người này. Nha, mà tôi cũng may mắn tôi làm con của bà, chứ tôi cũng không biết là sao, tôi không biết là ai biểu tôi làm đó, chứ thực thật nếu mà một người bình thường tôi chắc là tôi cũng làm được. Nó trong người, mà trong cái kinh này là trong 92 câu kệ có người tâm lớn nối dòng Như Lai, mà cái tâm hồi nãy đọc cái tiểu sử chùa Tân Diệu, ai dám làm cái chuyện này? Cái lỗ ngày xưa chứa một ông gì nữa, ông già cộng không dám chứa cho nữa đó, chứ nguyên vào một bầy vậy. Nó đâu có đơn giản là gì, mà gì vừa như cái nhiệm vụ mình làm rồi mình quên đi, mình không có tưởng, mình không có tưởng cái sợ đó. Mà tôi tưởng sợ thấy ông kia bị bắt vậy, tôi tưởng một cái là xin lỗi, tôi xanh lét là đứng tìm tôi chết luôn, chứ phải đơn giản. Rồi tôi hỏi tiếp đi, thì cố gắng đi. Rồi thôi, bữa nay dễ thì đang tìm muốn là từng tới thì truyền thêm, nhưng mà cũng khá là tất cả những anh em ở đây thì truyền thì tới thì có Facebook, truyền trên Facebook và truyền trên truyền hình ở nhà bút cây xem thì mở xem, thì cái này để bắt đầu loan tỏa ra để cho cả người trong nước mày biết được rằng truyền tông bắt đầu phù lên, thì nó có tương tự được.